anh gan quá vậy? Đi bằng cách nào lên đây? Thì trèo ban công vô. Thôi, lỡ chồng em về rồi sao? Nè, em nói với anh là chồng em đi công tác ở Hà Nội một tháng rồi mà. Ờ ha. Tặng em nè. Cảm ơn anh nha. Nè. Hả? Anh để em chờ lâu lắm rồi đó. Chờ đến bao giờ đây? Em chịu hết nổi rồi đó nha. Được rồi, anh sắp xếp gần xong rồi. Em không có muốn sống với lại cái ông nhà quê đó nữa đâu. Ông có ăn chơi gì hết, suốt ngày cứ lo giảng dạy rồi đi kiếm tiền, chán chết. Nè, nhưng mà dù sao thì ông ấy đang cung phụng tiền cho em đó. Ông còn ép em có con nữa kìa. Tự nhiên giờ có con, em còn muốn ăn chơi nhiều lắm. Giờ bắt em làm bà mẹ bỉm sữa, ôi không làm đâu. Nè nè, em cứ có con với ông ta đi, để cho ông mừng. Rồi khi cái thai đó được vài tháng, rồi em ăn chơi nhậu nhẹt, rồi cái thai đó cũng phải ra đi thôi. Hả? À ha, ý hay. Nếu như mà ổng không chịu được cái tính ăn chơi của em á, thì ổng sẽ ly dị. Lúc đó em cũng sẽ được chia một nửa tài sản. Em với anh tha hồ ăn chơi luôn. Giỏi. Anh ơi. Tại sao cô làm vậy? Tập giết mày. Tập giết mày. Anh ơi. Tập giết mày. Tập giết mày. Tôi sẽ giết ông. Thầy ơi. Thầy có sao không? Em nghe thầy la lớn quá à. Thầy có cần giúp gì không? Đi về. Không thầy, em chỉ muốn giúp thầy thôi. Thầy có cần? Tôi không cần. Thầy có không sao thiệt không thầy? Tôi kêu đi về phòng. Thầy ơi, nhưng mà em lúc nãy con qua, con nghe cái gì mà thầy nói cái gì giết ai á. Con nghe ta kêu là ban ngày mà làm chuyện xấu, là ban đêm dễ nằm ác mộng lắm. Có khi nào thầy Dông là người... Không có nói như vậy nghe. Thầy ở trọ nhà mình cũng lâu lắm rồi. Mẹ thấy thầy là người rất là hiền lành đàng hoàng. Con không được nghĩ về thầy như vậy nghe con. Nghe không? Dạ, con biết rồi. Ừ, thôi đi ngủ đi nè. Mai còn dậy sớm đi học đó. Dạ. An ơi, nè, An ơi. Con ơi, con ơi, tỉnh lại đi con. Mẹ đưa con đi cấp cứu nha. An ơi, mẹ ơi, cấp cứu. Mẹ. Con không sao thiệt không? Thiệt không? Con không sao thiệt không? Con không sao thiệt mà. Không được đâu, mẹ phải đưa con đi bệnh viện. Đưa con đi bệnh viện mẹ mới yên tâm được. Mẹ đi á, con. Tin con đi. Có phải là con sợ mẹ đưa con đi bệnh viện rồi mẹ sẽ tốn tiền, nên con nói con không đau đúng không? Không có phải mà. Con không sao thiệt. An à, nếu thực sự con mệt, con đau ở trong người thì con phải nói cho mẹ biết, đừng giấu mẹ nghe con. Không biết rồi, có gì con nói cho mẹ liền luôn nha. Ừ, vậy mẹ yên tâm rồi. Thôi, con đi ngủ nha. Đi con. À. Con đi ngủ mẹ. Làm gì có cái chuyện mà giáo viên để cho học sinh nó ngủ trong lớp như vậy? Còn gì là hệ thống, còn gì là giáo dục nữa? Rồi đây á, những học sinh khác nó sẽ bắt chước. Chú biết á, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm không? Em xin lỗi anh, nhưng mà em làm như vậy là có lý do. Em biết dù là lý do gì đi nữa thì vẫn là sai nội quy. Em xin nhận trách nhiệm xử phạt kỷ luật trước ban giám hiệu. Nhưng mà thưa anh, em xin anh trong trường hợp này cho em làm như vậy, bởi vì học sinh của em phải làm thêm để phụ giúp gia đình, cho nên thiếu ngủ trầm trọng. Mình không thể nào ép học sinh của mình học trong trường hợp đó mà khi biết chắc rằng kết quả không thể nào tốt được anh à. Em xin lấy uy tín của thầy giáo ra mà để mà đảm bảo. Em hứa với anh, em sẽ giải quyết ổn thỏa học sinh của mình, để không ảnh hưởng tới uy tín chất lượng học tập của trường và ảnh hưởng tới các thầy cô khác. Thiệt tình á, tôi không biết để chú làm ở đây á là sai lầm hay đúng đắn nữa. Nếu việc này mà có xảy ra bất cứ cái hệ lụy gì á, tôi sẽ kiểm điểm chú thiệt nặng đó.
Dạ. Em xin anh cho em thêm một tuần, em sẽ xử lý xong mọi việc. Còn bây giờ xin phép anh cho em được đưa học sinh của em về học tiếp, bởi vì tiết học sắp tới rất là quan trọng. Rồi rồi, hai thầy trò đi về lớp đi. Dạ. Tôi đau đầu với chú thiệt luôn á. Em xin phép anh. Dạ em xin phép thầy. Cái gì? Nói thiệt hả? Ừ. Tôi tưởng thầy sẽ bỏ qua cho ông chứ. Ai về thầy nói cho ông ngủ hả? Thì thầy dặn tôi là đừng có nói cho ai biết mà. Trời ơi, tin được không? Ở trên lớp thì chửi ông, còn đòi mời phụ huynh nữa. Về nhà thì lại dạy kèm ông. Tôi không tin được đâu nha. Mà xui hôm nay á, tôi ngủ quên trong lớp, tôi bị thầy hiệu trưởng bắt gặp, cho nên thầy phải lên trên phòng thầy hiệu trưởng xin cho tôi á. Thầy thiệt là tốt luôn á. Tốt gì mà tốt, đàn ông con trai mấy người bên nhau thôi. Chứ tôi nói thiệt nha, ở nhà thầy thấy ghét lắm. Đó mới là phong cách của người đàn ông tốt đích thực á. Đừng có nghe họ nói, hãy nhìn họ làm kìa. Ở nhà thầy chẳng những không nói mà cũng không làm gì luôn kìa. Nè, ý ông nói là ông cũng tốt á hả? Chứ làm sao? Chuyện giúp gia đình đuối tới mức thiếu ngủ mà lúc nào cũng nói với mẹ là ngủ tại trường để cho mẹ đỡ lo. Mẹ ông mà biết chắc buồn hơn nữa đó. Thì nhà tôi nghèo, với ba tôi bị bệnh nặng, tôi phải phụ mẹ tôi đi làm việc chứ. Tôi còn đi học được, tôi giỏi lắm rồi đó. Vậy tôi giỏi hơn ông nè, tôi cũng phụ mẹ nữa. Trời ơi, sao mà bà so sánh với tôi được. Bà đâu bao giờ làm cái gì nặng nhọc đâu. Còn tôi á, phải thức khuya dậy sớm phụ mẹ làm tàu hũ nè, làm những việc nặng nhọc phụ mẹ nè, rồi á, chưa phải đi khuân giác thêm nè. So sánh gì mà kỳ cục kèo với bà hai. Thì tôi cũng phụ mẹ cả ngày chứ bộ. Thì đúng rồi, thì bà làm phụ, còn tôi làm chính nè. Tại ba mẹ không cho tôi làm chính thôi. Mẹ bà đúng, bà mà làm chính chắc mất khách hết đó. Bánh bà làm chắc dở lắm. Trả cảm ơn đây. Trong tay tôi là của tôi, đâu có ngu. Nè, có tin là tôi mét mẹ ông đi làm thêm không? Ông mà không trả tôi đi mét liền luôn á. Trả đây. Trả ông, tôi chạy đi mét liền á. Chơi gì chơi kỳ, chơi mét mẹ kỳ á. Giờ cho cơ hội lần cuối, trả lời đi, tôi nấu ăn ngon hay dở nè? Ngon. Bà nấu ăn ngon lắm á. Mày mốt nấu tôi ăn nữa nha, giờ tôi khen bà, nó nhớ nấu tôi ăn nữa nha. Ok. Ok, yeah. Anh ơi, cho em hỏi thăm tí. Chào cô, cô tìm ai? Dạ, đây có phải là nhà của chị Phúc không ạ? À, đúng rồi. Dạ, cho em gặp chị Phúc một chút nha. Phúc, bà xã tôi, bà đi dạy rồi. Ý, mà hình như là Hà đúng không? Cô là vợ của thầy Giang đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa, mà cô tìm vợ tôi để làm gì? Dạ, em muốn biết một chút tin tức về thầy Giang á. Chia tay đã lâu lắm rồi, cô tìm thầy Giang để làm gì? À, để xin xỏ tiền bạc đúng không? Ủa, cái đó là chuyện của vợ chồng tôi liên quan tới anh. Tao không liên quan chứ. Thầy Văn á là bạn của gia đình tôi. Ngày xưa cô làm khổ thầy Văn như thế nào, vợ chồng tôi sao không biết được. Cô giành giật tiền bạc để đi theo trai đúng không? Đúng không? Cái hạng người như cô á không ai tiếp đâu. Cô đi về đi. Thầy xuống ăn cơm chung với... Dạ, em chào thầy. Thầy có đói không thầy? Không, giờ này nhất định là phải đói rồi, hỏi cái gì vậy trời? Trời, mời sao cho lịch sự đây. Chào thầy. Chào thầy. Thầy ngồi xuống ăn cơm với mẹ con em cho vui nha thầy. Mẹ thầy giờ rồi, mang chén đũa ra mẹ ơi. Thôi mẹ. Được rồi em, thầy có đồ ăn rồi. Mà thầy ơi, nay mẹ em cố tình nói nhiều món cho thầy ăn đó thầy. Mẹ em nấu ngon lắm. Thầy vô cất cặp xong ra ăn chơi chứ. Chén đây con, chén đây. Chén đây đâu đây nè. Đủ rồi nè. Ngồi xuống. Ủa thầy đâu con? Thầy vô rồi. Thầy không ăn. Ủa thầy không ăn thiệt hả con?
Thôi vậy thôi, thầy không ăn thì mẹ con mình ăn, có gì đâu mà con phải sụ mặt vậy chứ. Thầy lạ lắm mẹ. Ở trường á, trừ khi là nói chuyện với thầy hiệu trưởng thôi, còn lại giúp bất kỳ ai thầy không nói quá 10 từ. Ờ đúng rồi, mới nãy luôn. Cảm ơn em, thầy có đồ ăn rồi. Đó đúng 8 từ luôn, thầy nói chuyện 8 từ thôi. Ủa, mẹ thấy nhiêu đó cũng đủ ý rồi mà, cần gì thầy phải thêm từ nữa con. Thôi ăn cơm đi. Nhưng mà không đúng, ở trên lớp thầy giảng bài cho tụi con hăng sai lắm, mà cứ về nhà là như robot lập trình sẵn cái chế độ lạnh lùng vậy đó. Mẹ, hay là thầy ghét con? Trời ơi, con gái của mẹ vừa ngoan vừa hiền vừa giỏi vừa xinh xắn như vậy, ai mà ghét con cho được chứ. Mẹ hiểu rồi, thầy con là người như vậy nè. Trong công việc thì thầy con rất là năng nổ, khi cần giúp đỡ người khác thầy con rất là nhiệt tình. Còn ngoài ra đó là thầy con không muốn quan tâm, chia sẻ hay là tiếp xúc gì với ai hết, đơn giản vậy thôi nha. Thôi làm ơn ăn cơm cho mẹ cho nó nóng, rồi mẹ còn đi giao bánh cho người ta nữa đây nè. Dạ. Sao kỳ vậy ta? Ôi trời ơi, không biết nó bị cái gì nữa rồi nè. Để tôi coi cho. Dạ. Không biết bị sao mà tôi đạp hoài không nổ. Thầy ơi, con bé An á, ở trên lớp nó học được không? Nó có hay bị làm mệt không vậy thầy? Học được, không có mệt. Chưa tới 10 từ. Cái gì vậy? Dạ không có gì. Dạ. Thầy ơi, cuối cùng là cái xe tôi nó bị cái gì vậy thầy? Thầy có kiểm tra được chưa? Rồi. Buri chết rồi. Giờ này chắc không ai bán đâu. Mai tôi mua tôi thay cho. Thầy ơi. Bây giờ tôi phải đi giao bánh cho người ta. Mà bây giờ thầy nói cái xe của tôi nó hư luôn rồi, không có sửa được đúng không thầy? Chết rồi, tôi phải đi ra ngoài bắt xe ôm. À, còn nữa, Thầy ngó chừng nhà giùm tôi nghe. Ở trong nhà có con bé An nữa, thì ngó chừng con bé An giùm tôi nghe. Chị phải đi giao bánh giờ này hả? Dạ, tại vì tôi bỏ mối cho người ta đó. Khi nào hết là người ta gọi điện cho tôi, là tôi phải làm liền và giao liền. Như vậy bánh nó mới, nó mới ngon. Chị cứ đi làm suốt như vậy, thời gian nào dành cho con? Trời ơi, kiếm tiền mà biết sao được hả thầy? Với lại tôi cũng rất là may mắn, có một đứa con rất ngoan mà lại hiểu chuyện nữa, cho nên tôi cũng yên tâm lắm. Tiền quan trọng với chị lắm hả? Quan trọng chứ thầy, vì tiền tôi có thể bán mạng luôn đó. Ôi tôi chết rồi, cứ nói chuyện với thầy tôi lại quên, để người ta đợi người ta la tôi chết á. Thôi thầy nhớ nói chuyện nhà giùm tôi, nói chuyện con giùm tôi nghe. Tôi đi liền đây. Cảm ơn thầy trước nha. Chỉ vì kiếm tiền mà bỏ con ở nhà đêm hôm như vậy, mà nói là lo cho con. Không biết trên đời này còn bao nhiêu người ham tiền như vậy nữa. Con qua con nhờ thầy Văn sửa giùm con cái đèn nha. Ừ. Mà con nè, lại mẹ nói nghe. Dạ. Chuyện gì mẹ? Công nhận con nói về thầy con á đúng y chang luôn. Dạ. Thầy nói chuyện không quá 10 từ, lạnh lùng, khô khan, cọc lốc. Ủa mẹ nói chuyện với thầy rồi hả? Rồi. Cái lúc mà xe mẹ bị hư, không biết bị hư cái gì mà mẹ đạp hoài không nổ. Cái thầy thấy, thầy ra thầy mới giúp mẹ. Sẵn tiện mẹ nói chuyện với thầy luôn. Xong rồi á, mẹ còn nhờ thầy là coi nhà giùm mẹ, ngó chừng con giùm mẹ, để mẹ đi giao bánh cho người ta đó. Hèn chi, con thấy thầy cứ đi qua đi lại trước cửa nhà mình nè, sao mà nhìn con hoài luôn. Thì ra là mẹ nhờ hả? Ừ thì mẹ nhờ chứ ai. Thôi con nhờ thầy sửa cái đèn gì đó thì đem qua đi, để trễ quá phiền thầy à. Con biết rồi, con đem qua nha mẹ. Ừ.
Thầy ơi. Cái gì vậy? Thầy sửa giúp em cái đèn này được không? Chờ thầy một chút, để thầy đi lấy đồ mở ra mới biết nó hư cái gì. Dễ thương quá à. Hồi nhỏ em thích con búp bê này lắm. Bỏ con búp bê xuống. Gì vậy thầy? Không được đụng vô nó. Em chỉ coi thử con búp bê này thôi. Tôi nói em không nghe hả? Bỏ con búp bê xuống. Mà sao tự nhiên đi ra ngoài. Thầy. À, cái xe của chị tôi sửa xong rồi đó. Ủa, xong luôn rồi hả thầy? Trời ơi, tôi vừa mới làm bánh xong, đang đính kêu xe ôm để đi giao bánh nè. Hên quá, vậy là đỡ tốn tiền rồi. Cảm ơn thầy nhiều nghe. Không có gì đâu chị. Sẵn tôi thay luôn cái bình nhớt mới rồi. Ủa, thay nhớt hả? Nhớt bị sao mà thay vậy thầy? À, thì thay vì chị chạy lâu rồi thì nhớt nó cũng phải hết chứ. Với lại nhớt nó cũ thì mình phải thay nhớt mới. Chứ để thôi nó hết nhớt á, xe của chị máy nó bị lốp bê à. Bị lốp bê tức là sao thầy? Có nghĩa là nó bị lốp dên luôn, chị không có chạy được nữa. Tức là xe hư luôn á hả thầy? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Ôi thầy ơi thầy. Gì chị? Thầy chờ xíu nha. À, mời thầy ăn bánh. Dạ thôi cảm ơn chị, tôi không đói. Không thầy. Thầy biết sao không? Mẹ con tôi á, cũng thường ăn chay, cho nên làm một số bánh chay để ở nhà cho hai mẹ con ăn. Sẵn tôi làm luôn một ít để biếu thầy. Với lại á, thầy sẵn thầy tính luôn giùm tôi cái bình nhớt đó thay hết nhiêu á thầy. Tôi trả luôn nha. Thôi được rồi. À, dạ. Tôi ăn một cái thôi. Còn tiền á, tôi không lấy đâu. Đâu có đáng bao nhiêu đâu chị. Thầy nhất định không ăn hả? Không phải, chị với cháu cứ ăn đi, được rồi. Thôi, vậy thôi cũng được, không sao. Nhiêu đây tôi cũng bán được thêm mớ tiền á. Thầy, bây giờ vậy nha. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, lúc nào thầy muốn ăn bánh, thầy cứ qua nhà tôi. Bánh luôn luôn có sẵn, thầy muốn mua bao nhiêu cũng có. Nha thầy. Dạ, tôi biết rồi. Thầy ơi, thầy. Thầy. Có chuyện gì không em? Dạ, em cảm ơn thầy đã giúp em theo kịp bài vở trong thời gian qua. Không có gì đâu, đó là bổn phận của thầy thôi. À, thầy, mẹ em không đi đâu được cho nên không có tới đây gặp thầy cảm ơn. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho em chỗ giao tài hộ ở nhà hàng chay, lo được tiền chi phí cho ba em trong thời gian qua hả thầy? Không có gì đâu em, tại vì thực phẩm nhà em chất lượng cho nên người ta mới đồng ý lấy hàng. Dạ em cảm ơn thầy. Thầy ơi, mẹ em có hái trái bưởi gửi cho thầy ăn lấy thảo. Cảm ơn thầy. Rồi cho thầy gửi lời cảm ơn mẹ em nha. Dạ. À thầy à, chiều nay em xin nghỉ mà bây giờ em phải đi giao hàng cho nên em nhờ thầy gửi quà sinh nhật đến An giùm em ạ. Hôm nay là sinh nhật An hả? Ủa thầy không biết hả? À cũng đúng. Tại vì mấy năm nay An không có tổ chức sinh nhật. Vì gần tới ngày phải nhập viện á thầy. An bị bệnh gì? Ủa thầy cũng không biết luôn hả? An bị bệnh tim. Sắp tới là phải nhập viện để mổ đó thầy. Tội nghiệp lắm thầy. Ba An không chịu nổi áp lực tiền bạc thiếu thốn do dùng hết chữa bệnh cho An từ lúc sinh viên, nên sau đó vài năm cũng bỏ đi, rồi nghe đâu á cưới vợ khác rồi. Một mình dì Yên hơn 10 năm nay làm đủ nghề kiếm tiền lo cho An. An hay bệnh nên việc học cũng bị hoãn lại mấy lần, mà dì Yên cũng không muốn An nghỉ học sớm như dì ấy,
nên mới đưa An học trường nghề để vẫn được học văn hóa đó thầy. Trước gia đình dì Yên cũng khá giả lắm, sao bán từ từ ruộng đất để lo cho An nên còn mỗi căn nhà hiện nay thôi. Thấy An nho nho vậy thôi, chứ bạn ấy mít ước lắm. Bạn ấy sợ dì Yên buồn hay lo lắng nên bạn ấy cứ giả vờ vui vẻ, mạnh mẽ miết. Mỗi lần mệt hay là đau là bạn ấy chỉ kêu em ra ngồi bên cạnh cho bạn ấy đỡ sợ. Con chào thầy, em đợi thầy nãy giờ á. À, tại vì hôm nay thầy có việc đột xuất cho nên về trễ. Nè. Dạ. Trung nhờ thầy đưa cái này cho em. Dạ, cảm ơn thầy. Cái ông này dám trốn tránh trách nhiệm hả? Lên lớp biết tay tôi. Còn đây là tre bưởi mẹ bạn Trung cho thầy, thầy cho em đó. Ủa, sao thầy cho em? Thầy để thầy ăn đi thầy. Không cần đâu, em cứ giữ lấy. À, em cảm ơn thầy. À, còn cái này nữa. Thầy thấy cái này hợp với em lắm, cho nên hồi nãy tiện đường thầy mua tặng em. Tiện đường mà gói kỹ quá thầy ha. Em cảm ơn thầy. Chúc mừng sinh nhật em nha. À, thầy ơi. Gì em? Happy birthday to you. Rồi bây giờ con gái yêu của mẹ cầu nguyện và thổi nến đi nè. Dạ. Con cầu cho con mau khỏi bệnh, để được vui chơi và học tập giống như mọi người, để cho mẹ Yên của con đỡ cực khổ gì con. Con cầu cho mẹ Yên sẽ có thật là nhiều sức khỏe để sống lâu sống đời với con. Và cầu cho mẹ Yên ngày nào cũng bán đắt hàng luôn. Cảm ơn con gái. Bây giờ thì chúng ta nhập tiệc thôi. Dạ mời thầy dùng tô hủ tiếu đặc biệt. Ủa sao gọi là đặc biệt? Bởi vì do chính tay bé An nấu đó thầy. Bé An cũng giỏi dữ ha. Dạ. Để cảm ơn cái món quà xinh xắn này nè thầy, nên là em đã vô bếp và trổ tài nấu món này đó. Em mời thầy ăn thử rồi thầy cho em nhận xét nha thầy. Dạ mời thầy. Hủ tiếu chay, nước lèo lạc quá, không ngon. Vậy hả thầy? Thầy giỡn thôi, chứ nước lèo vừa phải, ăn thấy thích lắm. Mà thôi, em không tin thầy đâu. Mẹ, hay là mẹ ăn rồi mẹ cho con nhận xét đi. Ừ. Trời ơi. Sao vậy mẹ? Sao mà thầy con nói đúng quá vậy? Ngon lắm đó con. Mẹ này làm con hết hồn à. Nấu ngon như vậy thì phải có thưởng. Đây, quà của con gái đây nè. Mẹ tặng cho con, chúc con sinh nhật thật là vui vẻ. Mở quà ra đi con. Cảm ơn mẹ. Trời ơi, con thích cái này lắm. Cảm ơn mẹ. Nhưng mà An nè, mẹ xin lỗi con nha. Mẹ không có đủ tiền mua cái điện thoại mới, cho nên mẹ đã mua cái điện thoại người ta dùng rồi đó. Đâu có sao đâu mẹ, như vậy tiết kiệm con thích hơn nè. Cảm ơn mẹ yêu nhiều nha. Mẹ cảm ơn con. Bây giờ cả nhà mình cùng selfie mấy tấm nha mẹ. Sao thầy? Để thầy chụp cho hai mẹ con. Dạ thôi, em muốn là thầy cũng có mặt trong khung hình luôn. Thầy ngồi sát vô mẹ Yên của em xíu nha. Một, thầy cười lên nha thầy. Một, hai, ba. Đôi kiểu mẹ. Thôi. Mình phải ăn thôi, chứ không thôi là nguội hết cái món ngon của con gái mẹ nấu nè. Dạ. Dạ mời thầy. Ăn đi con. Dạ. Thế đâu? Em biết rồi, làm hết hồn cái gì à. Hèn bạn khốn nạn thì lúc có tiền dẫn đi ăn chơi thì anh Cường này anh Cường nọ, giờ kẹt tiền qua kiếm mới mượn. Đứa thì không có nhà, đứa thì bận việc, để cho mấy giang hồ có ké đẻ đánh anh vậy nè. Đau em nhẹ nhẹ đâu, em có biết đau không hả? Cũng em không à, vô dụng gì đâu á. Ở với thằng chồng cũ mấy năm trời, không chịu tìm hiểu người thân bạn bè nó để lấy thông tin nó. Bây giờ mấy tháng rồi không tìm được nó, rồi khi nào mới lấy được tiền bán nhà đây? Giờ tìm kiếm thông tin được cũng lấy được tiền đâu. Nhà đó là nhà của ba mẹ ổng, sao mà đòi chia được? Ngu còn cãi ký đầu bây giờ. Làm gì đánh em? Ăn dụng mà biết chùi mép.
để cho nó nghi ngờ. Bây giờ chỉ có em mới moi tiền được thằng chồng cũ của em biết không? Moi. Lúc mà ly dị em, ổng cũng cho em hết tài sản rồi. Em cũng đưa cho anh đến làm ăn, rồi mua cái căn nhà này nè. Bây giờ còn đổi gì nữa? Anh thấy nó cưng em như vậy là còn thương em lắm. Nghe, ráng tìm nó, rồi năn nỉ lại Lục Giang xin ra để giúp mình đi. Không làm đâu, không làm mấy chuyện đó đâu, nhục lắm. Nhục hả? Vậy ra ngoài kiếm thằng già cặp mang tiền về đây. Nè nha, tôi không có làm gái nha. Chứ bây giờ em muốn làm gì? Em, em nghe nói nè, em có nhớ thằng Văn, thằng chồng cũ của em, nó hứa với em cái gì không? Hứa gì? Tôi mới nhớ. Em không nhớ, nhưng mà anh nhớ. Chuyện gì? Thầy ơi. Chuyện gì vậy? Dạ, em có nấu nước mát, em mời thầy uống. Dạ, thầy uống nghe thầy. Cảm ơn em. Thầy, em xin lỗi vì bữa trước đã tự ý cầm vào con búp bê của thầy. Thầy đừng giận em nữa nha. Không có gì. Mà con búp bê đó có ý nghĩa gì với thầy vậy? Bữa đó thầy làm em sợ quá. Con búp bê đó thầy mua tặng cho con gái của thầy, nhưng mà nó đã không may mắn để có mặt trên cõi đời này. Em xin lỗi, em không cố ý làm thầy nhớ lại chuyện buồn đâu. Không sao, thầy cũng xin lỗi em. Hôm đó thầy nóng quá, thầy làm cho em sợ. À vậy thôi, thầy làm việc rồi ngủ sớm nha thầy. Em chào thầy. An, em bị sao vậy? An, em bị sao vậy? Em không sao thầy. Thầy đưa em đi bệnh viện nha. Dạ thôi thầy, bệnh viện tốn tiền lắm. Không có lo về chuyện tiền bạc, bệnh là phải chữa. Thầy đưa em đi bệnh viện, đi. Thầy, em bị vậy quen rồi. Thầy đừng có lo, lát nó hết à. Em có chắc không vậy? Em chắc mà. Dạ thôi em về nha thầy. Thầy nghĩ, ngày mai là chủ nhật, thầy có bận gì không thầy? Thầy bận. Thầy không bận, có chuyện gì không? Vậy em nhờ thầy một chuyện nha. Chuyện gì vậy? Người ở đâu mà chảnh dữ vậy trời? Bánh nè chị. Ngồi hỏi một chút xíu thôi. Ủa, cái thằng cha mà mới vô phòng đó là ai vậy em? À, thầy giáo, thầy Văn đó chị. Ủa mà nhà có hai mẹ con, đàn bà con gái nữa, sao lại cho đàn ông ở chung? Ủa, hai mẹ con em ở phòng bên này, thầy Văn ở phòng bên này, chứ có ở chung đâu chị. Rồi tôi nhìn cái tướng ông đó là không có phải cái dân đàng hoàng đâu nha. Rồi nửa đêm nửa hôm mà chỉ có hai mẹ con, đàn bà con gái nữa, ông làm gì sao mình biết được. Trời ơi, chị nói gì nghe kỳ vậy? Thầy Văn là thầy giáo mà, thầy đàng hoàng lắm. Mà tôi nói cho cô nghe nè, cái ông Tư thịt heo đó, trời ông thích cô, ông mê cô như điếu đổ vậy đó. Mà cô cũng bỏ ngoài tai. Rồi chưa hết nha, thêm luôn cả thằng cha sang nhà đất cũng vậy nữa. Rồi tôi thấy cha đeo theo cô biết bao nhiêu. Cô cũng ưng chả làm sao vậy? Trời ơi, chị biết em rồi đó. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, mà con gái em nó đang bệnh nữa. Em chỉ muốn một mình em chuyên tâm chăm sóc con, chứ em không muốn phiền tới ai hết á. Cha ruột của nó còn không chăm được cho nó, bỏ hai mẹ con mà đi thì đợi chi mà cha ghẻ chăm sóc, chia sẻ với mình hả chị? Tôi á là tôi thương cô á, cho nên tôi mới nói giúp cho cô biết á. Bây giờ cô chọn đi, giữa một á là ông Tư thịt heo, hai là ông sang nhà đất. Hai cái ông đó là giàu có nhất trong cái vùng này, hai ông đó mới có thể lo được cho mẹ con cô thôi ha. Tôi dạ, nói vậy đó. Gửi tiền nè. Dạ cảm ơn chị. Bánh đây, bánh đây, mẹ vô. Bánh nhà làm thơm ngon bổ dưỡng đây. Còn nhiều bánh mang hết cho con chú. Rồi. Chẳng 150 ngàn con.
Rồi gửi chú luôn. Rồi cảm ơn con nha. Với lại nhờ chú chụp giùm con tấm hình với bé heo, bé mèo nha. Rồi được chứ, được chứ. Rồi rồi cười nha, cười lên nha, tươi lên nha. 2 3 rồi đổi kiểu đi, đổi kiểu đi con. Rồi 2 3 rồi tấm nữa nè, tấm nữa nè. Rồi 2 3 rồi nhiều lắm. Rồi cảm ơn chú nha. Trời ơi, nay gia đình bé heo hạnh phúc quá, có ba đi theo bán cùng nữa. Chú phân bánh mối nhà chú lâu lắm rồi mà bữa nay mới biết mặt chú đó nha. Thôi chúc gia đình bé mèo luôn mãi mãi hạnh phúc vậy nha. Bye, tạm biệt. Chào chú. Ôi trời ơi, mừng quá. Con ơi. Chị bán hết bánh rồi. Dạ bánh. Cảm ơn thầy. Thầy giỏi quá à. Ước gì chủ nhật nào thầy cũng ra đây bán bánh với mẹ con em ha. Không được đâu, thầy còn có việc của thầy phải làm nữa. Nha. Con kỳ quá à. Thầy bận lắm chứ bộ. Dạ, dạ cảm ơn thầy nhiều. Không có chi. Bán hết rồi, thôi về nha. Dạ. Dạ. Chào thầy. Thả cho tôi đi mà, thả cho tôi đi, đừng giết tôi mà. Thả cho tôi đi, thả cho tôi đi. Nói sao vậy? Anh nằm mơ, anh thấy tụi giang hồ nó bắt anh, nó đòi giết anh. Anh sợ quá, anh bỏ chạy. Chỉ là mơ thôi mà, có sao đâu. Sao mà không sao được. Cũng là cái vụ nợ nần tiền bạc mà mấy bữa nay anh ăn ngủ không yên gì hết. Cũng tại anh chứ tại ai. Yên yên đang lành. Hồi xưa mấy cái vốn luyến đó, anh chỉ cần chuyên tâm anh kinh doanh bất động sản thôi. Là bây giờ vợ chồng anh đâu phải khổ như vậy đâu anh. Anh cũng muốn làm giàu, có thật nhiều tiền để lo cho em được sung sướng chứ bộ. Không có ai làm giàu bằng cách cá độ cờ bạc đâu anh. Thôi mà anh biết lỗi anh rồi, đừng có cằn nhằn. Bây giờ anh đã đủ khổ rồi, cứ dằn vặt anh hoài sao. Em, bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh được thôi. Anh Văn anh cũng có nói anh chị chia tay lâu rồi. Mà ông nó cũng kỳ thiệt á. Mười mấy năm trời biệt tâm biệt tích, bây giờ mới chịu gặp anh em. Ủa, anh gặp là anh Văn rồi hả? Mới tuần rồi nè. Ổng á, nhờ tôi lấy đậu hũ của học trò của ổng. Dạ, anh Văn anh vẫn còn đi dạy hả anh? Mà bây giờ anh ở đâu hả anh Lâm? Mẹ, mẹ chưa làm xong hả? Chưa, sắp xong rồi con. Con phụ mẹ cho nhanh. Thôi, ngồi im đó cho mẹ. Sao không lo học bài đi mà ra đây vậy con? Con học xong hết rồi. Ha, giờ này cũng khuya lắm rồi mà. Vậy thôi, con đi vô ngủ đi. Mẹ biết từ nhỏ tới giờ con phải có hơi mẹ con mới ngủ được mà. Mẹ cho con ngồi đây đợi mẹ nha. Thôi, mẹ năn nỉ con được chưa? Vô ngủ đi, mẹ thương nha. Đi. Nhưng mà mấy phút nữa mẹ mới xong. Thôi cho mẹ 5 phút nha. 5 phút hả? 5 phút thôi, nghe, sắp xong rồi nè. Vậy con vô trước rồi 5 phút nữa mẹ vô với con nha. Rồi, mẹ biết rồi. Mẹ hứa nha. Rồi. Nhưng mà trước khi con vô, cho con ôm mẹ cái. Trời ơi, không có được đâu. Mẹ chưa có tắm. Đối với con mẹ lúc nào cũng thơm, không cần tắm. Ôm xong là phải vô ngủ nha. Nha. Dạ. Rồi, ôm đi. Đau quá. Cái gì vậy? Cấm hết. Mẹ nói là mẹ chưa tắm mà. Sao con hít vậy? Ngồi hôi rình sao? Con đã nói là mẹ không cần tắm, mẹ vẫn thơm. Thôi thôi thôi, vậy thôi ôm rồi, đứng dậy, đứng dậy. Đi, cầm sách đi vô, ngủ lẹ cho mẹ. Nha, 5 phút mẹ vô liền. 5 phút nha mẹ. Ừ. Mẹ. Gì nữa đây? Con có một điều ước nữa. Thôi, con không ước nữa, nghe không? Ủa, mẹ chưa biết con ước gì mà sao mẹ thôi? Con ước được hôn lên má trái mẹ đúng không? Thôi mẹ hiểu con, cũng thương mẹ. Ôi trời ơi. Thiệt tình à. Ui cha. Ui. Chị để đó tôi làm cho. Thầy. Thôi, thầy đang làm việc mà. Thôi thầy. Tôi đã nói là không có gì phiền. Chào thầy buổi sáng. Chào em buổi sáng. Thầy ơi,
Thầy ăn hủ tiếu chay của mẹ em nấu nha. Mẹ em nấu xong rồi đó. Cảm ơn em, thầy bận đi tập rồi. À, thầy ơi, chủ nhật tuần này thầy có rảnh không? Có chuyện gì không em? Dạ, em định nhờ thầy chụp hình giùm em với mẹ ở ngoài công viên á. Xin lỗi, thầy bận việc rồi. Ủa, thầy không ăn sáng với mẹ con mình hả con? Dạ không. Thầy từ chối luôn cái chuyện chụp hình giùm mẹ con mình ngoài công viên. Trời ơi, mẹ tưởng cái chuyện gì? Có sao đâu con, thì mẹ con mình sẽ nhờ khách chụp giùm vài tấm là được mà. Mẹ nghĩ là thầy ngại ra công viên với mẹ con mình đó. Mẹ, có khi nào thầy nói vậy rồi mà thầy nghĩ lại không? Chắc là không đâu. Thôi đừng có suy nghĩ nữa, bây giờ mẹ vô múc hủ tiếu cho con ăn lẹ rồi con đi học nghe không? Dạ. Không được, đang khó khăn như vậy anh mà biết có con á anh lại kêu phá nữa. Tiền là tiền nhiều khi không, mà có tiền là tiền nhiều lúc có như không. Tiền anh cho em chẳng tiếc bao nhiêu, em lấy tiền anh cho người khác là chết với anh vậy chứ. Trời ơi, mùi rượu nồng nặc thế nè. Ai cái gì mà sai? Anh tứ đổ tượng vậy ai mà chịu nổi? Lúc này anh không còn cái gì nữa đó. Hết tiền rồi, đi qua nhà mấy anh bạn mượn tiền. Vợ nó nói nó đi công tác, rồi đứa thì nói nó không qua nhà. Khốn nạn thiệt à. Giờ chỉ có vợ, vợ thương anh nhất thôi đúng không? Anh hôn cái vợ. Hôn cái nè. Thôi mà. Đi đi, đi hết đi. Nhục quá mà. À, dạ con chào chú. Chào cô, cô tìm ai vậy? Dạ, chú cho con hỏi là trường mình có thầy dạy kỹ thuật nào tên là Văn không chú? Trần Bảo Văn đó chú. Thầy Văn dạy kỹ thuật hả? Có. À, vậy chú cho con gặp ảnh một chút được không chú? Mà cô là gì với thầy Văn vậy? Dạ, dạ là bà con. Thầy ấy dạy xong về nãy giờ rồi, ngày mai cô tới kiếm nha. Dạ. Chú, à, chú cho con số điện thoại của ảnh được không chú? À, thầy ấy là người duy nhất không xài điện thoại. Mà tôi có số điện thoại của thầy ấy cũng không thể cho cô biết được, có nội quy cả rồi. Dạ, cảm ơn chú. Chú ơi. Sao cô? Chú biết ảnh sống ở đâu không chú? Cái này tôi càng không thể cho cô hay rồi. Cô thông cảm đi, ngày mai cô tới kiếm thầy ấy, tôi vào tôi kêu giùm cho. Dạ, con cảm ơn chú. Vâng, chào cô. Nhậu quá, nhậu quá. Mẹ kiểu nó nhớ sao? Hôm nay là một ngày rất là may mắn, bởi vì mẹ con mình bán bánh rất là đắt hàng. Bây giờ mình về nha. Con muốn ăn gì, mẹ sẽ nấu một món thật ngon thưởng cho con nè. Mẹ, món gì thì mình tính sao? Nhưng mà mẹ nấu luôn phần cho thầy Giang ăn chung với mình được không? Thôi thôi thôi, được rồi, không dám phiền hai mẹ con đâu. Điện thoại của em nè. Em mình đi về ha. Dạ. Ê, đây đây, để tôi. Đưa cho mẹ. Không, để con. Đưa đây mẹ cho mệt rồi. Đưa đây cho mẹ. Mẹ này. Thầy nhớ chụp nguyên bộ đồ thú nó mới đẹp nha thầy. Rồi. Thầy nhớ đếm cho em đổi kiểu nha. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, 2, 3. Rồi, rồi đổi kiểu đi, 2, 3. Rồi, được rồi. Ủa Chiên, sao mà chị đứng đơ một chỗ vậy? Chị phải tạo dáng đổi kiểu gì đi, chụp cho cái hình nó đẹp chứ. Trời ơi, thầy thử đổi cái đầu này vào và mặc bộ đồ này vô đi. Thầy mà đổi liên tục quá chắc xỉu luôn á. Vậy hả?
mệt lắm. Thì tại vì muốn cho cái hình nó đẹp đó mà. Thôi vậy thì chị đứng một chỗ rồi chị giang tay đưa chân sao đó, chứ chị đứng sụi lơn vậy chụp cái hình nó kỳ lắm. Mà mẹ, hay là mẹ làm giống con đi, con làm sao mẹ làm y chang vậy? À, chú đứng cho nhau nè mẹ ơi. Rồi, đúng rồi, đó hình nó khác liền. Chấm hình lên. Tiếp nè, 1, 2, 3 rồi dơ tiếp. Dơ một chân lên mẹ. Đúng rồi, đúng rồi 2, 3 đó nó lắc lư vậy hình nó sinh động lắm. Rồi tiếp nha. Tiếp làm gì ta? Cùng đầu vô. Đúng rồi 2, 3 Tiếp. Thôi. Đúng rồi tạo cái dáng. Ủa. Thôi. Trời nhiều lắm rồi thầy ơi, mệt quá. Bây giờ nãy lắc tay gì chụp đẹp mà. Lắc tay là họ đừng có chụp nữa đó. À. Rồi, hay bây giờ chụp người không đi. Thầy ơi. Nãy giờ á chụp đổi cái đầu không có thấy mặt hai mẹ con. Bây giờ chụp như vậy nè. Rồi. Đó vậy dễ hơn nè. Rồi. Đúng rồi. Rồi tươi lên nha, tươi lên nè. Trời rồi 2, 3 Tiếp nha. Mẹ ra kia chụp mẹ. Đi ra kia chụp. Thôi. Thôi. Bây giờ chụp như vậy á là mẹ thấy cũng đủ lắm rồi. Không có chụp hình gì nữa hết á. Với lại á bây giờ con phải cởi bộ đồ này ra đi. Để một mình mẹ mặc, một mình mẹ bán bánh thôi. Mà con thì không được phép bán bánh, con chỉ ngồi nhìn mẹ bán thôi, được không? Cởi đồ ra đi. Con mặc bộ đồ này nóng á, con sẽ mệt đó. Mẹ. Ừ, nghe lời mẹ đi con. Mẹ. Thấy vui ghê á. Bây giờ thầy Văn có vẻ là chịu giao tiếp hơn trước rồi. Thấy chưa, tôi nói đúng mà bà không tin. Thầy Văn là người tốt, với lại tâm lý lắm á. Chị chứ, có ai mà hồi đó nói thầy Văn quá trời lúc mà bị thầy la trên lớp á. Ai vậy ta? Thì tại vì lúc đó tôi chưa có tiếp xúc với thầy nhiều, cho nên tôi đâu có biết tính thầy sao. À, mà công nhận thầy Văn á, làm cho tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác luôn á. Sao? Nhất là cái chuyện mà thầy Văn quen được với ông chủ nhà hàng chai lớn nhất trung tâm này nè. Cho nên á, ông chủ đó mới chịu lấy tàu hũ nhà tôi. Chắc là nhà thầy Văn cũng có thế lắm. Tôi thấy tàu hũ nhà ông cũng ngon mà. Chứ sao, tôi làm mà. Nè, nhớ tới cái lúc mà thầy chụp hình giùm tôi ở công viên á. Thầy kiểu khách quá trời kiểu hài luôn. Nên là tôi chắc chắn thầy là một người cực kỳ vui tính, chỉ là thầy đang cố giấu thôi. Tôi bây giờ sẽ tăng cường điều tra mạnh hơn mới được. Mà qua Tết á là bà nhập viện mổ luôn rồi đúng không? Tại tôi nghe coi. Thì tôi nói vậy đó, bộ an không hiểu hả? Ông dám nói với tôi vậy hả? Đứng lại đó coi. Đứng lại. Lại đây. Nhanh lên. Ây da, đâu. Bạn đặt con nít tranh yêu đương hả? Dám nói gì vậy? Ây da, bỏ ra, trời, xích cái tay tôi. Tôi nói thiệt lòng mà tôi muốn phụ bà báo hiếu cho mẹ bà thôi. Tôi đâu nghĩ gì sâu xa đâu. Xích cái tay tôi, đau. Vậy thì được. Nè, tôi nói vậy thôi chứ bộ bà có gì nghĩ gì sâu xa đúng không? Đúng rồi nè, cái mặt này là nghĩ cái gì sâu xa nè. Nè, mẹ tôi lâu rồi phải không? Tôi có nghĩ gì đâu. Lo đi giao hàng đi, trễ rồi kìa. Ngồi mà nói tục nào. Ê, chờ tôi. Chị à, tôi rửa xong hình chụp hôm bữa rồi nè chị. Có hình rồi hả thầy? Dạ. Cảm ơn thầy nhiều quá. Thầy ngồi xuống đi thầy. Thầy ngồi xuống chút xíu đi. Dạ. Thầy cho tôi hỏi là hết bao nhiêu tiền để tôi gửi? Thôi được rồi chị, không có đáng bao nhiêu đâu. Với lại là tôi làm giùm, tôi tặng cho cháu ăn. Thầy cứ tặng cho cháu, rồi giúp đỡ mẹ con tôi hết việc này đến việc khác á. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm nha. Chị đừng có ai nái mấy cái chuyện nhỏ không á mà. Dạ, tôi coi hình nha thầy. Trời ơi, hình đẹp quá thầy ơi, hình đẹp quá. Trời ơi, nhìn mặt con bé An nè, nó cười tôi thấy ghét không. Tấm này cũng vậy đó nè, cái mặt cưng quá à. Góc nào cũng đẹp hết trơn á thầy. Cúi xuống cũng đẹp, rồi mở mắt lên cũng đẹp. Nghiêng trái cũng đẹp, nghiêng phải cũng đẹp. Đúng là làm cha làm mẹ, ai cũng thấy con mình tuyệt vời hết ha. Dạ đúng đó thầy,
mình mang nặng đẻ đau mà. Với lại con bé An nó vừa ngoan mà lại vừa hiền nữa, sao mà không cưng cho được phải không thầy? Tôi xin lỗi, tôi lại lỡ miệng rồi. Tôi nhắc chuyện con cái trước mặt thầy như vậy là không hay. Tôi xin lỗi thầy nhiều lắm nghe. Con bé An á, nó có nói cho tôi nghe về cái chuyện gia đình thầy. À, nhưng mà không phải là con bé An nó cố tình nói đâu, mà lỗi là do tôi. Bữa bên nhà thầy về đó, tôi thấy mặt nó buồn hiu, tôi mới gặng hỏi tại làm sao. Thì con bé An nó phải kể cho tôi nghe hết. Nhưng mà lỗi là tại tôi nghe thầy, thầy đừng có giận con bé An nghe thầy. Dạ không có gì đâu chị. Thật ra thì tôi cũng đã quen rồi. Tôi đi dạy mỗi ngày á, nỗi buồn của tôi nó cũng vơi đi. Nhưng mà không giấu gì chị, chỉ có điều là thỉnh thoảng tôi vẫn không thể nào quên được cái chuyện mà vợ tôi đã phá bỏ đứa con và lừa dối tôi như thế nào. Dạ, tôi hiểu mà. Bởi vì trong quá khứ tôi cũng đã đau buồn về chuyện gia đình của mình. Lúc chồng tôi bỏ mẹ con tôi mà đi theo người phụ nữ khác, lúc đó tôi đau khổ lắm. Tôi không biết mình phải làm sao nữa, tôi không biết mình phải dựa vào đâu mà sống nữa. Tôi hoang mang lắm. Và có lúc tôi cũng nghĩ đến cái chết nữa. Nhưng rồi sau đó tôi nhìn con tôi, nhìn gương mặt đáng yêu của nó, tôi biết là tôi không được phép làm bất cứ điều gì dại dột. Tôi phải sống, phải sống thật khỏe mạnh để nuôi con tôi và mẹ con tôi phải mãi mãi bên nhau. Tôi cảm ơn con tôi nhiều lắm. Con tôi chính là tinh thần và luôn luôn tiếp thêm sức mạnh để cho tôi sống vui vẻ đến ngày hôm nay. Tôi hy vọng là thời gian sắp tới thầy sẽ quên hết tất cả những chuyện đau buồn trong quá khứ. Thầy sẽ vui giống như mẹ con tôi bây giờ vậy nè thầy ha. Dạ. Chào mẹ. Ủa, chào thầy. Ủa, có hình rồi hả mẹ? Ừ, đây nè. Con coi với. Ôi, đẹp quá à. Mẹ, mẹ. Quá trời đẹp luôn, con nhìn cái mặt của con nè, tiên khiết ghê không? Bỏ qua cái mặt con đi, mẹ nhìn mẹ nè. Mẹ cười vậy đẹp lắm luôn, lúc nào cũng phải cười vậy nha. Mẹ đẹp nhưng mà không thể nào bằng con được. Con gái của mẹ lúc nào cũng là số 1 hết trơn á. Nè, thấy không, cái mặt con nè. Đẹp quá à. Bên trái cũng đẹp, bên phải cũng đẹp. Em, chào chị. Chào thầy. À, thầy, cho em đi tập thể dục với thầy với. Mẹ, hay là mẹ cũng tập thể dục với thầy đi. Chứ mẹ mà nhào bột hoài tay mẹ có cơ luôn á. Chị có cơ là tay mẹ cũng khỏe vậy, mẹ đâu cần tập thể dục đâu. Thôi, con cứ để xuống cho mẹ. Con thích á, thì cứ đi tập với thầy, thầy chỉ cho. Dạ. Nhưng mà con thấy mẹ làm mình dạy cũng tội nghiệp mẹ quá à. Mẹ đã nói không sao, mẹ làm quen rồi mà, cái gì đâu à. Nhưng mà... Thôi, nếu em thích á thì đi ra ngoài sân tập thể dục đi, để thầy phụ mẹ. Dạ thầy, cảm ơn thầy. Thầy, đi. Đeo vô thầy. Cái gì vậy, thôi, khỏi đeo cái này đi, không sao đâu. Phải đeo thầy, đeo vô. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, với lại đảm bảo cho cái bộ đồ thầy sạch sẽ nữa. Có chặt không thầy? Rồi, được rồi. Mẹ coi thầy đeo tập về dễ thương không? Thầy, dạ. Quay vòng cho em với mẹ coi ấy, thầy. Thôi, đi ra ngoài tập thể dục giùm tôi đi. Dạ, con đi nha mẹ. Đây, chị đưa đây, tôi làm cho nó nhanh. Dạ. Không, chị đưa cái thao bột đây. Dạ, đây thầy. Ê, khoan, thầy phải đeo cái này vô mới được. Ăn thì nó lẹ hơn. Chứ chị phụ nữ đó, chị cứ làm vậy mà tôi thấy chị là... Ê! Chết rồi. Chị ơi, xin lỗi, tôi sơ ý quá. Thôi bây giờ vậy, để tôi đi mua bột khác, tôi đền cho chị nha. Thầy, thầy cứ đứng đây đi, không sao đâu. Mình lỡ tay thôi mà, với lại thầy mới lần đầu làm, không có sao hết á. Nhưng mà thôi, để tôi mua, tôi đền lại cho chị đi. Chứ mà đổ nhiêu bột đây rồi lỗ vốn của chị á. Không có sao hết á, mình làm lại từ đầu thầy ha. Dạ. Vậy giờ chị hướng dẫn tôi làm lại một lần nữa nha. Sẵn sàng. Mình làm nghe thầy. Đây. À thôi, đi nè. Bột này tôi đã đây rồi nè. Mình bắt đầu từ đây nha. Yên,
Ủa anh Tư. Ủa em đi chợ về đó hả? Dạ. Anh Tư giao thịt trong nhà hàng này hả? Ừ, tôi cũng mới đi giao thịt về đó. Dạ. Tôi có miếng thịt, dự định ghé nhà Yên. Miếng thịt đùi này hết sảy luôn á, gửi cho Yên nấu ăn. Để đi. Dạ thôi, cảm ơn anh Tư. Lần nào anh Tư cho thịt á, mẹ con tôi cũng để ngăn đá. Tại vì hai mẹ con ít có ăn thịt lắm. Anh cứ cầm về ăn đi ha. Thôi, Yên nhận cho tôi vui đi. Ăn. Ôi, ăn để mà nhớ tới tôi. Anh Tư nè, anh Tư. Ủa gì Yên, gì Yên? Ủa? Dạ anh chào gì? Chào chú. Ủa gì Yên đi chợ hả? Vậy đi chợ. À nè Trung, con cầm miếng thịt này về nấu cháo cho ba con ăn nha. Thôi về gì nấu ăn đi, nấu tẩm bổ đi chứ gì cho con hoài kỳ lắm. Con cứ cầm về đi, vì đâu có tốn tiền đâu mà lo. Đây là của chú Tư cho đó. Ủa của chú Tư hả? Ừ. Dạ con cảm ơn chú Tư. Con cũng hơi bất ngờ á. Hôm bữa con ra chợ con mua miếng thịt cho ba con mà con thiếu có 5.000 à. Con nói ngày mai con đem ra con trả mà chú Tư không chịu. Chú Tư mới đòi cắt lại miếng thịt mới chịu. Thì thiếu tao phải cắt chứ bộ. Nhưng mà người quen của cô Yên á, không sao đâu. Mai mốt ra mua đi. Thiếu 5-10 ngàn chú cho thiếu luôn. Dạ chú, cảm ơn chú. Thôi tôi đi nghe cô Yên. Dạ chào anh Tư. Dạ anh chào chú. Con cảm ơn Diện nhiều nha. Gì cháu không mà ơn nghĩa gì cũng biết nữa à. Diện, lên xe đi con chở về. Thôi, còn có mấy bước chân nữa tới nhà dì rồi. Con cứ đi công chuyện của con đi, dì tự đi được, nha. Dạ, con đi nha dì. Anh. Cô... Tại sao cô biết? Anh có biết là em cực khổ lắm. Em mới tìm được anh đó. Em nhớ anh lắm. Cô đừng có giả tạo. Tôi đã cho cô mọi thứ rồi. Tôi cũng cho cô mọi thứ từng dính dáng tới cô luôn rồi. Bây giờ cô còn mặt dày trở về đây tìm tôi với lý do gì nữa? Em xin lỗi anh vì chuyện ngày xưa. Em biết là anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Bây giờ em có làm cái gì cũng muộn màng rồi phải không anh? Chuyện bây giờ cô có thể làm là biến mất khỏi tầm mắt của tôi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Em tìm anh lâu lắm rồi. Bây giờ em muốn bù đắp hết những lỗi lầm mà em đã gây ra cho anh. Cô muốn bù đắp cho tôi hả? Có phải bây giờ thằng tình nhân nó đá cô rồi phải không? Cô mất hết rồi chứ gì. Cho nên cô mới tìm tôi để mà kiếm tiền nữa phải không? Tôi nói cho cô biết nha cô Hà. Tôi bây giờ chỉ là một người thỉnh giảng. Lương chỉ đủ tiền nhà, tiền xăng và tiền ăn đảm bảo qua ngày thôi. Bây giờ tôi không còn gì cho cô đào nữa đâu. Anh còn mà. Anh còn căn nhà của ba mẹ anh mà. Anh nhớ không? Lúc mà em mang thai lần thứ hai, anh có hứa với em á là sẽ cho em đứng tên chung với anh căn nhà đó. Anh nhớ không? Bây giờ anh chỉ cần bán căn nhà đó đi. Tại vì chồng em đang làm ăn thua lỗ. Em muốn giúp ảnh. Với lại em cũng muốn tốt cho anh mà. Bây giờ anh sống khổ cực như vậy á, em nhìn thấy anh em đau lòng lắm. Tôi không ngờ trên đời này lại còn một người đàn bà trơ trẽn như cô hả cô Hà? Cô không ngượng miệng khi nhắc lại chuyện mang thai sao? Bây giờ anh muốn nói cái gì cũng được. Anh muốn sỉ giả em cái như thế nào cũng được nữa. Anh chỉ cần bán căn nhà đó đi. Em hứa với anh. Cô thôi ảo giang đi. Tôi nói cho cô biết một lần cuối cùng, không bao giờ tôi bán căn nhà ba mẹ tôi để lại. Nhớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Rõ chưa? Anh Giang. Anh Giang nghe em nói là anh Giang. Anh Giang. Đây, để cô bưng cho. Nè con gái, uống đi. Uống đi cho khỏe nè. Ủa, ly của mẹ đâu? Mẹ không có khác. Mẹ tiếc tiền phải không? Thôi uống đi mà. Mẹ uống với con đi. Nè. Uống một miếng thôi nha. Ngon quá. Ngon quá. Con uống đi. Dạ. Ăn thiệt á. Ai nè. Dạ. Thiệt sự là mẹ muốn con nằm viện để bác sĩ theo dõi, như vậy mẹ mới yên tâm á. Thôi mẹ, tốn tiền lắm. Mẹ, mẹ đừng có lo nữa.
chắc là hôm qua con ăn xoài á, cái con đau bụng rồi con lả người thôi à. Chứ mẹ nhìn con nè, bây giờ con đâu có tức ngực, đâu có bị đau gì nữa đâu. Con thừa sức làm bánh phụ mẹ rồi còn đem đi bán bánh với mẹ nữa kìa. Ừ thôi vậy cũng được. Nhưng mà con phải thật sự khỏe đó nha. Chứ có chuyện gì là phải nói với mẹ đó nghe không? Dạ tất nhiên rồi, có chuyện gì là con nói với mẹ hết. Với lại còn một chuyện nữa, mẹ muốn từ bây giờ là con không được phép theo mẹ đi ra công viên bán bánh nữa. Con phải ở nhà nghỉ ngơi, như vậy á thì mẹ mới yên tâm được. Hả? Mẹ đừng, mẹ đừng bắt con ở nhà mà. Tại sao? Ở nhà chán lắm, chỉ có lúc ra công viên là lúc mà con thoải mái nhất thôi. Mẹ thấy có bao giờ con đi bán bánh với mẹ mà con mệt không? Con hứa là nếu mà con cảm thấy không khỏe hay là mệt chỗ nào, con sẽ nói với mẹ liền. Chỉ cần mẹ cho con đi với mẹ thôi. Mẹ, con á đúng là cứng đầu ghê luôn á. Con giống mẹ chứ bộ. Cái gì? À, mà mẹ, mình không bán nhà mà chỉ cầm cố trả lãi ngân hàng thôi được không? Trả lãi ngân hàng hàng tháng, cả vốn lẫn lời như vậy á nặng lắm. Cho nên á, mẹ tính là thôi bán luôn đi cho nó nhẹ cái đầu. Với lại mẹ đâu có lo đâu, sau này con gái của mẹ sẽ kiếm nhiều tiền rồi mua cái nhà khác cho mẹ, đúng không? Dạ. Mẹ mẹ, lúc đó nhà của mình sẽ trồng rau với lại cây ăn quả. Con sẽ nuôi cả trăm con gà luôn, lấy trứng làm bánh. Còn nữa, con sẽ sắm cho mẹ nguyên một cái máy làm bánh để mẹ khỏi tra tấn bột mỗi giờ nữa. Lúc đó hè, mẹ chỉ cần ngồi đếm tiền với lại đi du lịch thôi. Trời ơi, mẹ nghe mà ham quá à. Thôi được rồi, mẹ sẽ ráng chờ để hưởng phước từ con gái của mẹ nè. Dạ. Uống nước lẹ đi rồi về nghỉ nè con. Mẹ uống nước đi, mẹ cứ kêu con uống hoài. Chào chị. À, dạ chào thầy. Thầy ơi, hình như thầy uống rượu phải không? Bộ có chuyện gì không vui hả thầy? Thầy ngồi xuống đây đi, tôi pha cho thầy ly chanh nóng nha. Dạ thôi khỏi, tôi có say cái gì đâu mà phải uống nước chanh chứ. Từ nào giờ thầy ở trọ nhà tôi chưa bao giờ thấy thầy uống rượu vậy. Có chuyện gì không vui hả thầy? Thầy nói tôi nghe được không? Nói thật với chị, hôm nay tôi gặp một cái chuyện mà bi hài nhất trên cuộc đời này. Hôm nay vợ cũ của tôi tìm gặp tôi. Mà tức cười hơn nữa là cô ta nhắc lại cái lời hứa ngày xưa mà tôi đã hứa với cổ á, là tôi sẽ chia cho cổ nửa căn nhà. Lúc đó tôi nghĩ vợ tôi con nít nói vui. Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là thằng đàn ông ngu nhất trên cuộc đời này. Vậy hả thầy? Chị có biết căn nhà đó là trước khi đi ba mẹ tôi đã để lại cho tôi. Chắc chắn một điều, tôi không bao giờ bán căn nhà đó được. Dạ, thầy làm vậy cũng phải. Thôi, xin phép chị. Dạ thầy ơi, tôi cũng có chuyện về nhà cửa muốn thưa với thầy. Chuyện gì vậy chị? Có lẽ cuối tháng này tôi sẽ bán nhà. Tôi đang cần tiền để chữa bệnh cho bé An. Căn bệnh của bé không thể chần chờ hơn được nữa. Thầy thông cảm giùm tôi. Thầy có thể dọn đến một nơi khác thuê được không thầy? À hay là thầy có thể trở về căn nhà kỷ niệm của ba mẹ thầy được không? Mà bán nhà rồi chị với lại cháu An sống ở đâu? Dạ, trước mắt á thì tôi sẽ ở trong bệnh viện để chăm sóc cháu luôn. Rồi sau đó sẽ tìm thuê một cái phòng ở gần bệnh viện luôn để tiện đi qua đi lại. Rồi tôi vẫn làm bánh, rồi vẫn đi bán dạo vậy thôi thầy. Bé An, nó thật là may mắn và hạnh phúc khi có được một người mẹ như chị. Dạ, cảm ơn thầy. Xin lỗi chị, không làm phiền chị nữa. Xin phép. Dạ. Chào Yên. Ồ, dạ anh Tư. Có chuyện gì không anh Tư?
Chà, bánh mới ra lò thơm ngon quá ha. Dạ. Yên. Anh Tư, anh Tư. Sao Yên cứ từ chối tôi hoài vậy? Yên chấp nhận tình cảm của tôi đi. À, Yên. Anh Tư à, tôi cũng đã nói với anh nhiều lần rồi đó. Bây giờ tôi không có nghĩ đến chuyện tình cảm nữa đâu. Với lại tôi thấy giữa tôi với anh cũng không hợp nhau nữa. Yên đừng có lo lắng gì hết trơn á. Tư này nè, đủ điều kiện, tiền của dư giả, Tư sẽ lo cho hai mẹ con, rồi trị bệnh cho con bé An nữa. Anh Tư à, đừng như vậy mà anh Tư. Tôi thơm Yên mà. Tôi nhưng mà tôi không thể nào thương anh được. Anh đừng có làm như vậy mà, buông tôi ra đi anh Tư à. Anh làm cái gì vậy? À, vậy là mày nữa rồi. Mày chuyên môn kỳ đà cản mũi. Tao nói cho mày biết, tao gai mày lâu lắm rồi. Mày coi chừng tao nghe mày. Anh Tư à, bình tĩnh đi anh. Tôi nói cho anh biết, chuyện của anh thì kệ anh, nhưng mà liên quan với tới cô Yên thì tôi không thể làm ngơ đâu. Rồi mày làm gì tao? Anh là người lớn, anh ăn nói cho có học một chút đi. À, ý là mày nói tao vô học chứ gì? Mày. Ôi, này nè, anh Tư ơi, đừng như vậy. Tôi không muốn đánh nhau nữa. Để tôi dạy nó luôn bài học. Mày nhỏ mày dám hỗn loạn với tao, tao cho mày chết. Hôm nay tao sẽ giết mày. Tao không giết mày, tao không làm người. Mày, anh vô phải thôi nha, tôi không muốn đánh nhau với anh nha. Cô đừng có bênh á, để tôi. Mày. Anh Tư. À. Tại sao tôi nói anh không nghe vậy? Cô dám bênh đó. Cô. Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Từ bữa nay tôi cấm anh bước chân vào nhà tôi, nghe chưa? Được rồi. Cô Binh nói ha. Mày hãy chờ tao nha mày. Thầy có sao không thầy? Tôi không sao đâu chị. Trời đất ơi, chảy máu gì mà thầy nói không sao hả? Thầy ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây đi thầy. An ơi, An ơi, An lấy cho mẹ hộp dụng cụ y tế đi con. Lẹ lên nha con. Dạ dạ. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Trời ơi, vết thương như vậy mà ngoài da cái gì? Thầy không cẩn thận á là nhiễm trùng như chơi đó. Ủa mẹ, chuyện gì mà ồn vậy mẹ? Thì chú Tư tới đây quậy rồi gây sự luôn với thầy của con đó. Sao chú Tư kỳ quá vậy? Mà ủa thầy bị thương hả thầy? Thầy không sao đâu em. Trời ơi, vết thương này là đau lắm nè mà thầy còn có không sao nữa. Đúng rồi, vết thương vậy mà không sao là không sao hả thầy? Thầy để im đó đi. Thì về thì nhấc cái tay lên nè. Đó. Mẹ cho tôi nha mẹ. Ây da. Thầy đau không? Tôi nói là tôi không sao mà. Không sao cái gì? Trời ơi, vết thương này sâu lắm. Nhìn là thấy đau rồi đúng không con? Con cũng thấy đau nữa. Trời ơi, sợ quá. Nè, cẩn thận mẹ ơi. Ây da. Đau không thầy? Hết hồn mẹ ơi. Làm cái gì mà hai mẹ con cứ rối lên vậy? Vết thương này nhầm nhò gì với tôi? Không có sao đâu. Dạ Yêu, em tìm được thằng chồng cũ của em rồi đúng không? Rồi nó có hẹn khi nào đưa tiền cho mình không? Hả? Có gì trong giỏ vậy? Không có gì hết, em tính ra ngoài thôi, không có gì hết. Cho anh coi coi. Dạ thôi, đồ của phụ nữ coi chi anh. Cho anh coi coi. Thôi. Đưa đây. Vậy là sao? Mày định quay về thằng chồng cũ mày đúng không? Bây giờ mày thấy tao hết tiền rồi mày bỏ tao đúng không? Không có. Hả? Hèn chi tao hỏi vụ tiền, mày cứ hẹn lường hẹn lượt. Em không có đi đâu hết á. Em chỉ qua nhà con Hiền thôi. Em ở mấy ngày, tại vì em sợ anh đánh em. Em tủi nhục lắm rồi, anh đừng có đánh em nữa. Tao đâu có muốn đánh mày. Nhưng mà mày, tại vì mày làm tao điên lên rồi. Bây giờ mày muốn sao hả? Tôi không muốn sao hết á. Anh giết tôi đi. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Đợi nghe nói nè. Anh biết là thời gian qua em sống với anh, em chịu nhiều cực khổ, nhục nhã lắm.
Mà anh cũng không biết thời gian qua cái đầu óc anh nó làm sao là tự nhiên nãy anh nóng tính lên với em, anh lại hành động vậy với em nữa. Anh xin lỗi em. Anh hứa với em là sau này anh không động tay động chân với em nữa nha, vợ của anh. Thôi bây giờ anh không ép em nữa. Cái nhà này đang cầm cố chứ anh gán cho ngân hàng luôn quá, mà bây giờ còn đang thiếu tiền tôi sáu đen nữa. Chứ anh vô tù tránh mặt tụi nó quá. Đừng làm vậy mà anh ơi. Hay là bây giờ em quay về thằng chồng cũ của em đi. Không, không mà. Thầy ơi, thầy đang làm cái gì vậy thầy? Hả? Thầy đang làm cái gì vậy? Thầy đang kêu gọi khách em. Thầy, thầy phải rao lên người ta mới mua chứ. Thầy kêu gọi vậy đến chừng nào ta mới mua? Rao dễ lắm, em chỉ thầy mấy câu à. Bánh ngon nhà làm đây, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là được chụp hình với chú mèo vàng dễ thương. Đó, có nhiêu đó thôi. Nha thầy. Chút thôi đó. Dạ. Thầy, thầy, khoan. Đây nè, thầy đi đâu vậy? Thầy ơi. Ui, thầy thấy em không thầy? Thầy nhìn qua con bánh này nè. Rồi, thầy cầm cái mâm bánh, cầm chắc vô nha. 2, 3. Bánh đây. Bánh ngon nhà làm đây. Thầy có chừng, ai mua bánh được khuyến mãi với chú mèo dễ thương đây. Có chừng đổ bánh thầy ơi. Mua bánh giùm con một cái. Cảm ơn anh. An,
Tiền nè em. Dạ. Thôi khoan khoan xí xí. Bây giờ nãy giờ bán cũng được nhiều bánh rồi, cho thầy nghỉ xíu nha. An, An, em bị sao vậy? An à, An, 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 em cố lên nha, thầy đưa em tới bệnh viện. An à, cố lên em ơi, An. Để thì chẳng có ý nghĩa gì. Mình giúp người ta thì còn có ý nghĩa hơn. Ủa sao nói mệt mà giờ chưa chịu ngủ nữa? Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Gì? À thôi, không có gì hết á, anh ngủ đi. Thì có chuyện gì thì cứ nói đi, ấp a ấp úng vậy. Em biết cái tính anh là ghét lòng vòng lắm. Hôm nay đã biết bao nhiêu chuyện bực mình rồi, về còn ấp a ấp úng, ghét thiệt á. Thôi anh ngủ đi, không có chuyện gì hết á. Rồi bây giờ ông nói đúng không? Không nói là mai mốt đừng có nói, nghe chưa? Mệt gì đâu. Anh. Gì vậy? Có cảm nhận được gì không? Có chuyện gì em nói ra cho anh biết đi nha. Vậy mà cũng phải đặt đồ làm cha nữa. Thì em biết là anh rất muốn được làm cha mà. Anh nói thiệt với em á, anh rất là hạnh phúc, rất là tự hào khi anh được làm cha, em hiểu chưa? Em biết mà. Không lẽ anh được làm cha rồi đó? Em nói thiệt hả? Thiệt. Anh được làm cha rồi hả? Hà ơi, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Mình phải có tiền mới được. Nếu không khó mà giữ được đứa con này. Anh Văn ảnh hận mình đến như vậy. Mình phải làm sao mới tiếp cận thuyết phục được ảnh đây? Giá như ngày xưa mình không tàn nhẫn với ảnh quá, thì bây giờ đã dễ dàng bỏ qua mà giúp mình rồi. Phải làm sao đây Hà ơi? Cái gì vậy? Em không... Mẹ nghe nhịp tim con nè. Nè, nghe nhịp tim con đi. Tốt nhất là em nên nằm xuống nghỉ đi, không được cãi lời mẹ. Hôm nay em gặp chuyện nguy hiểm lắm biết không? Thầy, đáng lẽ ra thầy phải bên em, cho em đi ra ngoài chứ. Đằng này thầy cũng theo phe mẹ nữa là sao? Thầy với mẹ chỉ lo cho sức khỏe của con thôi. Bây giờ con đi ra ngoài, lỡ gió máy thì sao đây? Mẹ em nói đúng đó. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em đừng có bắt mẹ mình phải lo lắng cho mình nhiều như vậy chứ. Em biết rồi. Em đành phải nghe lời của mẹ với thầy thôi chứ biết sao giờ. Ừ. Ngoan đi mẹ thương nè. Thôi, hai mẹ con nghỉ ngơi đi. Chào chị. Dạ, chào thầy. Chào thầy. Nằm xuống ngủ đi con. Phải đưa tiền cho cô ấy như thế nào để cô ấy nhận một cách thoải mái đây? Dù sao thì nữ trang mình cũng đã bán rồi, tiền thì cũng đã cầm đây rồi. Lỡ như Yên không nhận, tình mình biết phải làm sao đây? Chị Yên à, chị hãy cầm số tiền này mà lo cho bé An.
Tiền này là... Tôi đã bán bộ ngọc trai mà hồi xưa tôi mua định tặng cho người phụ nữ đó. Nhưng rồi, khi tôi thấy hình ảnh bé An ngất lịm trên tay tôi mới biết cuộc sống này nó đáng quý như thế nào. Khi mình sống, mình không nên để trong lòng những nỗi đau, những nỗi hận thù. Mình không được trốn tránh cuộc sống này chị ạ. Nghe thầy chia sẻ, thực sự tôi rất ngưỡng mộ. Bởi vì thầy đã vượt qua được cảm xúc của mình. Còn tôi, khi bị anh ấy ruồng bỏ, tôi đã rất đau khổ. Nhưng nhờ có bé An mà tôi mới có được tinh thần và ý chí để vượt qua tất cả những nỗi đau. Vậy thì vì bé An, chị hãy nhận số tiền này đi. Chị đừng suy nghĩ gì hết. Tôi chỉ muốn giúp học trò của mình thôi. Sau này khi nào chị có tiền, chị trả lại cho tôi cũng được mà. Chị Yên à, chị hãy nhận cho tôi vui. Với chị, bây giờ bé An là quan trọng nhất đó. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? À, chào cô. Cô mua bánh phải không? Trời ơi, hên quá. Tôi mới vừa làm xong định đem đi bán nè. Cô mua loại nào? À, tôi tìm anh Văn. À, cô tìm thầy Văn hả? Tôi là vợ cũ của ảnh. Có ảnh ở nhà không chị? À, thầy Văn ở phòng bên kia. Nhưng mà thầy ra ngoài từ sớm rồi. Vậy tôi đợi ảnh. Vậy cô vô nhà uống nước nha. Thôi khỏi, tôi đợi ngoài này được rồi. À, vậy cô cứ tự nhiên nha. Ủa, thầy Văn về rồi kìa. Anh Văn, đi ra chỗ khác nói chuyện. Anh Văn, cô tới đây làm gì? Em tới đây để xin anh. Xin anh cứu con em. Bây giờ anh muốn đánh, muốn giết em như thế nào cũng được. Nhưng mà em xin anh, anh thương hại con đàn bà lăng loàn trắc nết này mà cứu con em một lần thôi nha anh. Anh ơi, nha anh. Vậy ra chỉ có con của người khác thì mới đáng thương vô tội sao? Nhưng mà, anh ơi, em xin anh, em xin anh. Em biết là ngày xưa em ăn chơi lăng loàn, em bỏ chồng bỏ con. Nhưng mà anh nghĩ lại tình xưa, anh cứu con em, cho em được làm mẹ đi. Nếu không có tiền là em sẽ chết anh ơi. Cứu em một lần rồi thôi.
có chung ở nhà với bé An rồi. Bây giờ tôi đang thực hiện lời hứa với học sinh của mình. Bánh đây, bánh đây, xin mời mọi người mua bánh. Bánh ngon nhà làm đây. Xin mời ăn mọi bánh người không? Xin mời chị ơi, à, chị, dạ, chị mời chị mua bánh. Mua bánh cho chị, bánh ngon nhà làm, an toàn vệ sinh thực phẩm lắm. Dạ. Dạ, cho em gửi ạ. Dạ, cảm ơn chị. Chị ơi, chị chụp hình giùm em với này thôi. Dạ. Chị. Bánh đây, bánh đây, mua bánh sẽ được khuyến mãi chụp hình với chú mèo dễ thương đây. Nè, nhìn đây nè. Chị uống nước cam đi. Dạ. Cảm ơn thầy nhiều lắm nha. Nhờ thầy mà bữa nay bán bánh hết sớm quá trời luôn á. Chị cứ cảm ơn tôi hoài à. Chị đừng có ngại gì hết. Đây chỉ là tôi thực hiện lời hứa với học sinh của mình thôi. Tôi nói thật nha, tôi thấy chị cả cuộc đời chị gồng gánh để mà cố gắng lo cho bé An, không ai chia sẻ với chị hết. Vậy mà chị vẫn không than vãn lấy một lời. Tôi thấy lúc nào chị sống cũng rất là vui vẻ. Tất cả là vì con mà. Thầy biết không, có những người á, bình thường họ sống rất là buông thả, nhưng mà đến khi người thân của họ gặp sự cố gì đó thì chính họ lại là người đứng ra gồng gánh và lo toan mọi chuyện đó. Nhưng chồng tôi thì lại khác. Anh ấy hoàn toàn ngược lại. Hồi đó, lúc chúng tôi mới lấy nhau, hai bên gia đình đều rất khá giả, cho nên đã cho chúng tôi một căn nhà và một số vốn để làm ăn. Rồi sau đó, bé An ra đời. Chúng tôi đã sống bên nhau rất hạnh phúc, nhưng cho đến một ngày, chúng tôi nhận được một tin. Bé An bị tim bẩm sinh. Vợ chồng tôi rất đau khổ. Anh ấy buồn chán, rồi trở nên đổi tính, suốt ngày rượu chè bê tha, rồi bỏ bê vợ con. Và đã rất nhiều lần tôi phải chịu những trận đòn roi sau những cơn say anh ấy trở về. Rồi một ngày, anh ấy đã bỏ mẹ con tôi đi, mang theo tất cả tiền bạc, chỉ để lại cho mẹ con tôi một căn nhà kho và một mảnh đất nhỏ. Lẹ lẹ đi, lẹ lên, còn lâu xe nữa. Trời, đã kêu không lâu nữa đi, lẹ lên. Mà sao tôi sợ quá à? Sợ gì? Trời, đàn ông trai gì mà nhát cái vậy? Kỳ này tôi chở bà đi bán mà thầy bắt gặp tôi còn chết, chứ đừng nói là mẹ bà bắt gặp. Sao tôi khổ vậy này? Tôi đã nói là tôi không sao mà. Tôi bảo đảm với ông là trên đường đi tôi không mệt gì hết, được chưa? Tôi không biết à, bán hết hay không hết gì thì 4 giờ cũng mới về đó. Nói nhiều quá, đi lẹ lên, 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 trễ giờ đi. Của tôi. Trời, nón cho tôi nhanh lên. Lẹ 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 nhanh lên. Dịnh dịnh nha, dịnh chắc nha. Biết rồi, nhanh lên đi. Mẹ tự đi bán một mình, con ở nhà nghe không? Sao mấy cái này mẹ hiểu con quá vậy? Con mong ước với cảm nhận của con thì không ai hiểu hết. Ừ? Không cho con đi bán vậy, cho con phụ mẹ bỏ bánh với hộp được không? Phụ bỏ bánh thì được. Dạ. Nè, Biên đâu rồi? Biên đâu? Bà là Biên phải không?
Tôi là Yên đây. Có chuyện gì vậy mấy cậu? Mẹ, chắc bà biết tụi này tới đây làm gì rồi chứ gì. Làm sao mà tôi biết được? Tôi hiểu rồi, mấy người định cướp của đúng không? Tôi báo công an nha. Bà hù tụi này hả? Bà chưa kịp báo là tụi này đã quậy bà rồi á. Tại sao vậy chứ? Tôi có làm gì có lỗi với mấy người đâu. Tôi nói cho bà biết, mẹ con bà muốn sống yên ổn ở đây á, không được cho ai thuê trọ hết, nghe chưa? Đây là nhà của tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Tôi nói rõ cho biết, nhất là cái người thuê chọn cái phòng này nè. Nè, cái phòng này nè. Nè, mấy người đập cái đó hư là mấy người đền đó nghe chưa? Đền á? Đền kìa. Đền vậy hả? Đền, 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 đền. Đền đâu? Nè, nè, lần này tôi cảnh cáo bánh thôi nha, lần sau mẹ con bạn đầu máu đó. Để đồng không... mày á. Đứng lại, đền mẹ tôi. Đền mẹ tôi đi. Mẹ, nè, đứng lại mẹ. Mẹ, đúng mà mẹ, người ta quay lại ta đánh chết với mẹ con mình bây giờ. Ủa chị, có chuyện gì vậy? Tại sao bánh á? Dạ, hồi nãy có hai tên du côn vô đây la lối ôm sùm đập phá tùm lum hết trơn á. Tụi nó nói là mẹ con tôi không có được phép cho ai ở trọ ở đây hết. Rồi chị với lại cháu có bị gì không? Tụi nó không có làm gì hết á, tụi nó chỉ cảnh cáo vậy thôi á. Nhưng mà chị biết hai người đó là ai không? Tôi không biết. À, phải rồi thầy ơi, tôi nghĩ hai tên đó là người của ông Tư Thịt Heo á. Bởi vì ổng còn ghim tôi cái vụ hôm bữa mà tôi làm mất mặt ổng trước mặt thầy đó. Chắc không phải đâu chị. Cô Hà, tại sao cô làm dạ. như vậy? Đừng bao giờ ép tôi tới bước đường cùng nha. Em làm như vậy á, em chỉ muốn anh quay về cuộc sống ngày xưa thôi. Nhà trọ mãi cũng chỉ là nhà trọ. Gia đình anh mà biết anh sống tạm bợ như vậy á, họ sẽ đau lòng lắm anh. Cô chính là người khiến tôi phải bỏ gia đình mà theo cô. Nè, bây giờ tôi chỉ còn mỗi cái mạng này thôi. Cô muốn thuê giang hồ xử tôi thì xử một mình tôi thôi. Tôi cấm cô đụng tới mẹ con họ, nghe chưa? À, thì ra là anh có tình cảm với cái bà nhà quê đó. Hèn chi là không chịu bán nhà để giúp tôi. Được rồi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này cho mẹ con họ. Để có anh làm gì tôi. Anh làm gì? Anh làm gì? Đừng tới là tôi không dám làm gì cô, nghe chưa? Làm cái gì kìa? Tôi đã mất tất cả một lần rồi. Hơn 10 năm sau, cô muốn tôi mất tất cả một lần nữa, tôi sẽ giết cô đó, nghe chưa? Cô không xứng đáng để tôi lựa chọn. Cô không xứng để so sánh với cô ấy. Hoàn toàn không xứng. Để đó cho mẹ đi. Lát con đặt cho, mẹ uống nước đi. Cảm ơn con. Thầy, thầy mới đi chợ về hả thầy? Ừ. Tôi có mua cho chị bịch muối nè. Cảm ơn thầy nhiều. Không có gì. Thầy siêu quá vậy? Gì siêu? Thầy biết là mẹ em đang cần muối luôn hả? À thì tại hôm qua mẹ của em nói là hết muối rồi, cho nên là nấu canh nó hơi lạc. Thì thầy nhớ thôi, có gì đâu. Thầy ơi, em có ý này nè. Hay là thầy để đồ ở đó cho mẹ con em nấu đi, rồi thầy qua ăn chung cho vui. Ờ ha, thấy vậy cũng được đó chứ. Hay là giờ chị cho tôi đóng góp, tôi ăn chung với gia đình được không? Vậy thì quá vui chứ sao không được hả thầy? Vậy thầy ơi, bây giờ tôi tính vậy luôn đi ha. Hôm nay thầy đi chợ rồi ha, tôi sẽ nấu cơm. Vậy đến ngày mai tới phiên tôi đi chợ, được không thầy? Dạ được chứ chị, đâu có gì đâu. Cảm ơn chị ha. Dạ. Thôi hôm nay phiền chị. Thầy cứ để đây đi, lát nữa nấu cơm xong tôi mời thầy ra ăn nha. Cảm ơn chị. Dạ. Hả? Sao mẹ tính toán chi ly với thầy quá vậy? Thầy giúp mình quá trời mà. Ủa, mẹ có tính toán gì đâu mà chi ly con. Ví dụ đi chợ nè. Thì tất cả phải rõ ràng chứ. Nếu như mà mẹ dành đi chợ hết á, thì mẹ hỏi con nè, liệu thầy có dám qua ăn cơm chung với mẹ con mình không? Dạ không. Đó, thấy chưa? Vậy thì con thấy mẹ nói có chí lý không? Vậy chí lý. Vậy thì cứ thế mà làm thôi. Con đồng ý.
Tiền đâu? Không có tiền đâu. Cái gì không có tiền? Trời, không có tiền nhân hậu để chém anh rồi sao? Thôi mình bỏ cái ý định mà xin tiền ông Văn đi. Em chưa bao giờ mà thấy ông điên vậy á. Ông bóp cổ em vậy nè, ông đòi giết em luôn á. Nhưng em có làm theo những gì mà anh dặn dò em không hả? Có. Có mà sao không có tiền? Thì em biết đâu. Chết rồi. Nếu mà bây giờ không có tiền thì giang hồ nó sẽ chém anh. Chỉ còn cách là anh phải bỏ trốn thôi. Trốn là đi đâu? Bây giờ nếu đi đâu em đi theo đó nha. Không được. Nếu em đi theo anh là liên lụy chết cả hai đó. Vậy anh nói vậy là anh muốn bỏ em bỏ con hả? Cái gì? Em nói cái gì? Trời ơi, giờ này mà sao con được giờ này hả? Đã bao nhiêu chuyện rối rắm rồi, bây giờ có con là em biết là nó rối lắm, không có dễ giải quyết được đâu. Bây giờ em nghĩ cách nào mà em giải quyết cái đứa con này đi. Anh nói gì vậy? Vậy anh không muốn nhìn nhận con của anh hả? Nếu mà em giải quyết nữa, em sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa đâu. Đừng mà anh. Anh ơi. Anh nói em nghe nè. Bây giờ hoàn cảnh lúc này hai đứa mình á, không thể nào có con được. Anh đang mắc nợ rất là nhiều. Bây giờ muốn có con đúng không? Thì mình phải có tiền. Có tiền thì anh mới lo cho em, lo cho con được chứ. Rồi còn trả nợ nữa, hai đứa mình mới sống chung được với nhau. Em hiểu anh nói không? Em hả? Hiểu, em hiểu. Nước đây, nước đây, có nước đây. Con mời mẹ với thầy uống nước. Đưa đây cho mẹ. Dạ. Uống mà mẹ. Hôm nay bác Sang chở mẹ đi, tình hình sao rồi? Bác Sang vẫn đang cố gắng giúp mẹ thương lượng với họ một giá tốt nhất. Chị à, sao tôi thấy cái ông Sang này á là không có ổn lắm đó nha. Hay là bây giờ á, chị nghe lời tôi về ngày quyết định lại đi. Tại tôi có mấy người bạn bên nhà đất đó, rồi tôi sẽ hỏi giá để có một cái giá nào đó nó chính xác nhất, rồi tôi báo cho chị biết rồi chị hẳn quyết định. Dạ cảm ơn thầy, nhưng mà thôi, tôi không dám phiền thầy đâu. Với lại bệnh của con bé An á có chiều hướng phức tạp hơn rồi. Không biết trước là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu, cho nên tôi đang cần một số tiền. Càng sớm càng tốt, như vậy tôi mới yên tâm. Thì tôi biết là như vậy rồi, chị chỉ cần về ít ngày lại thôi. Chứ tôi thấy cái ông Sang này là không có yên tâm lắm. Bây giờ tôi hỏi chị nè, bây giờ ông Sang ổng có tiền đúng không? Chị thì có đất. Mà ổng nói là ổng muốn giúp đỡ cho chị. Thì coi như là ổng mua cái đất của chị với cái giá tốt nhất đi thì coi như là giúp cho chị rồi. Chứ mắc công chi mà ổng phải nói với chị là ổng giới thiệu cho người này mua, giới thiệu cho người kia mua với cái giá cao nhất để làm chi vậy? Thực ra thì từ đó đến giờ á, anh Sang là người rất là tốt. Anh hay giúp đỡ bà con chòm xóm lắm. Cho nên thầy đừng có suy nghĩ gì nhiều. Yên tâm đi thầy. Mẹ, con thấy thầy nói có lý á. Hay là mẹ từ từ hẳn bán nhà. Con giờ giống bình thường mà, con đâu sao đâu. Sức khỏe của con từ đó đến giờ không bình thường. Con biết điều đó mà đúng không An? Mẹ phải có tiền trong tay để mẹ lo cho con, chữa bệnh cho con ngay lúc này. Mẹ không muốn điều gì xảy ra cho con hết. Con nhớ vừa rồi không? Nếu như không có thầy Văn cho mượn tiền thì mẹ không biết xoay sở như thế nào nữa. Nếu như lúc đó con có bề gì thì mẹ không biết là mẹ phải sống như thế nào. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi vì con làm gánh nặng của mẹ. Con không được phép nói như vậy nghe không? Con là con của mẹ. Mẹ may mắn lắm, mẹ mới có được con. Lỗi là do mẹ. Mẹ sinh con ra mà mẹ không chăm sóc được cho con thật tốt. Mẹ không lo lắng được cho con thật tốt. Không, không là lỗi của con mà. Mẹ đừng có khóc, mẹ đừng có khóc. Lỗi của con mà mẹ. Thôi được rồi, hai mẹ con đừng có tự trách bản thân như vậy nữa. Rồi buồn rồi sanh bệnh thì sao? Dạ, tôi biết rồi. Hù mẹ hết hồn. Không có gì phải hết hồn hết đó. Ai cho con ra đây vậy? Thầy. Cái gì thầy đâu có thầy liên quan gì đâu. Dạ, ý con là trung chở con ra đây, mà nếu mẹ không cho con ở lại thì thôi để con gọi Trung quay lại chở về. Ừ, con gọi Trung đi.
thầy. Không có thầy gì hết á. Bây giờ mà thầy có năn nỉ hay có xin mẹ, mẹ cũng không đồng ý đâu. Chị Yên à, thôi thì bé An cũng đã lỡ ra đây rồi, chị cũng... Thì sao thầy? Thì tại vì nay là chủ nhật mà mẹ, nguyên tuần con đợi có đúng ngày hôm nay để được ra đây chơi thôi đó. Đúng rồi đó chị. Tôi thấy thì dù sao bé An ở đây chơi, bé An cũng hít thở được không khí công viên nó trong lành như vậy cũng tốt mà. Thôi mẹ đồng ý. Nhưng mà vì thầy xin mẹ mới cho nghe không? Con biết ngay là mẹ sẽ nghe lời thầy mà. Cái gì? Lúc nãy mẹ còn kêu là cho dù thầy xin thì mẹ cũng không cho đâu. Bây giờ con muốn ở lại, em muốn về. Ở lại chứ, sao về được mẹ. Cảm ơn thầy. Yeah. Thầy thích mẹ em nhiều tới vậy hả? Chị, mọi thứ nó hiện ra quá rõ rồi thầy. Thầy nghĩ mình sẽ không có tình cảm với một người phụ nữ nào khác nữa. Vậy sao thầy với mẹ em cứ né tránh hoài vậy? Không phải là né tránh, mà là không thể thổ lộ được. Vì sợ mẹ em sẽ lo sợ nhiều hơn là vui vẻ. Sợ ở đây á là sự ngộ nhận, sự cảm kích. Mẹ em vì áp lực cuộc sống, cho nên nếu có ai đó quan tâm mình thì trong phút cô đơn yếu lòng, dễ ngộ nhận đó là tình yêu lắm. Nhưng lỡ mẹ em cũng thích thầy thì sao? Làm gì có chuyện đó, không có đâu. Thầy không nhận ra thiệt hả? Thầy nói cái gì ra mẹ em cũng đồng ý hết trơn đó. Thì là tại vì thầy nói điều gì cũng đúng và hợp lý hết, cho nên mẹ em mới nghe theo thôi. Chị Yên. Chị Yên. À, chị vô ngồi uống nước nói chuyện với em tí xíu nha. Em có chuyện muốn nói với chị. Ngồi đi chị. À, chị uống gì? À chị ơi. À, cô à, không cần đâu. Có chuyện gì cô nói nhanh đi. À, em muốn nhờ chị một việc. Em mong chị giúp cho. Cùng là phận đàn bà với nhau, cùng là mẹ. Chị làm ơn chị rủ lòng thương, chị kêu anh Giang bán nhà giùm em đi chị. Chỉ có cách đó mới có thể cứu được con em thôi nha chị. Em xin chị đó chị. Cô à, cô đứng lên. Cô bình tĩnh lại đi. Cô lầm người rồi đó. Bởi vì giữa tôi và thầy Giang không có quan hệ gì hết, cho nên nếu như bây giờ tôi có nói thì thầy Giang cũng không nghe lời tôi đâu. Anh Giang thương chị, chị giả bộ không hiểu hay là không hiểu thật sự vậy? Đó là chuyện của thầy Giang, tôi không quan tâm. Cho nên sẵn tiện tôi nói luôn, cô hãy suy nghĩ về cuộc sống của mình đi. Chồng cô có đáng để cô phải hy sinh như vậy không? Có đáng để cô phải hy sinh cả đứa con trong bụng mình như vậy hay không? Chị biết gì mà nói. Chị đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà chị hiểu. Chị đừng có lên mặt dạy đời tôi. Đúng, tôi cũng đã từng bị chồng bỏ chỉ vì hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy làm sao tôi hiểu cuộc sống của cô được. Và thật sự tôi cũng không muốn hiểu gì hết. Anh Văn vì hận tôi cho nên mới sống như vậy 10 năm nay. Là 10 năm đó chị. Chị cũng chỉ là một người cho ảnh vui chơi qua đường thôi. Chị đừng có dội vui mừng. Nếu như cô ăn nói như vậy, tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa. Chị Yên. Chị Yên. Mùi bánh chiên thơm quá. Dạ cảm ơn thầy. Chị Yên. Dạ. Ủa, hôm nay chị có chuyện gì hả? Tôi đâu có chuyện gì đâu thầy. Sao tôi thấy chị có vẻ không vui vậy? Hay là chị lo cho bệnh tình của bé An phải không? Dạ không phải chuyện đó. Vậy thôi,
Tôi không phiền chị nữa. Thầy ơi. Gì chị? Cô Hà. Cô Hà làm sao? Dạ không có gì. Hà làm gì chị hả? Hà nói cái gì chị? Dạ không có. Tôi đang lo lắng cho sức khỏe của bé An thôi à. Thầy cứ đi làm việc của thầy đi. Tôi cũng chiên cho nhanh mẻ bánh này, còn giao kịp cho người ta nữa. Vậy thôi, xin phép chị. Dạ dạ. Mẹ. Ủa con. Mẹ có chuyện gì muốn nói với thầy phải không? Đâu có. Mẹ có nói gì đâu. Chứ sao con nghe nói là mẹ lo cho sức khỏe của con gì đó. Mẹ, nếu mà mẹ cứ suốt ngày lo cho sức khỏe của con vậy, mẹ sẽ khổ lắm đó. Mẹ biết rồi mà, nhưng không phải chuyện đó con à. Ủa, mà sao con lại nghe lén chuyện mẹ nói chuyện với thầy? Con đâu nghe lén đâu. Con pha nước cam ra cho mẹ uống đỡ mệt nè. Rồi con vô tình nghe thôi à. Mẹ uống đi. Mẹ cảm ơn con. Ôi, mẹ khát rồi. Chết rồi. Ê, trời ơi. Hà ơi, anh năn nỉ em á. Anh biết bây giờ em còn cách để thuyết phục thằng chồng cũ của em mà. Lối thoát của gia đình mình là chính là cái căn nhà đó. Bây giờ em muốn tụi xã hội đen nó chém anh chết hay sao? Căn nhà này thì cầm cố rồi, con mình sinh ra thì nó ở đâu? Tôi còn cái xác hai mạng à. Anh bán tôi luôn đi, tôi không muốn sống nữa. Hà ơi, anh năn nỉ em đó. Em cũng biết là thời gian trước anh đối xử với em như thế nào mà. Bây giờ anh sợ cá độ cờ bạc lắm rồi. Bây giờ anh hứa với em sẽ thay đổi mà. Bây giờ nếu em không tin đó thì anh sẽ thề cho em coi. Anh khỏi thề. Tôi còn cứu được con tôi thì tôi cứu được ai chứ. Em bình tĩnh nghe anh nói nè. Em muốn sinh con đúng không? Anh cũng muốn vậy. Anh là cha nó. Nhưng bây giờ em nhìn hoàn cảnh của anh với em lúc này đi. Bây giờ sinh nó ra vì thiếu thốn, rồi nuôi nó như thế nào? Bây giờ chỉ còn cách là mình phải bảo vệ con mình thôi. À, bây giờ nghĩ cách cứu con mình đi. Nhưng mà em không còn cách nào để cứu vãn cái chuyện này nữa hết. Anh có cách. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật thầy. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cũng hơn 10 năm rồi, tôi chưa biết tới ngày sinh nhật của mình là như thế nào. Em chúc thầy sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe. Em chúc thầy luôn hạnh phúc. Cảm ơn hai em. Thầy ước rồi thổi nến đi thầy. Thầy ước tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn luôn vui vẻ bên nhau giống như bây giờ. Rồi, nhân ngày vui hôm nay, tôi cũng xin tuyên bố một tin rất vui luôn. Đó là khách đã đồng ý mua và đặt cọc luôn tiền nhà. Sắp tới tôi sẽ làm thủ tục để cho bé An nhập viện điều trị đó. Mà thầy, lúc đó nhà em bán rồi, thầy sẽ ở đâu vậy? Thầy cũng chưa biết nữa. Vậy thầy nhớ giữ liên lạc với em nha. Chắc chắn rồi. Thầy, thầy ở trọ gần đây thôi nha. Để em còn đem đồ chay qua cho thầy ăn nữa. Nếu vậy thì thôi, để thầy qua ở trọ bên nhà em đi. Để mỗi ngày được ăn chay, được không? Thiệt á thầy, vậy là vui quá rồi. Và mỗi lần mà An về á, là An sẽ được gặp thầy rồi. Thôi, bây giờ đang vui mà. Sao tự nhiên mọi người trầm buồn hết trơn vậy nè? Dạ, bây giờ mời thầy cắt bánh để chúng ta cùng ăn bánh chúc mừng sinh nhật thầy nha. Đúng rồi thầy. Đây. Anh làm cái gì? Đừng im. Trả cơm bắp đây cho tôi. Không trả là sao? Hả?
Ông trả mày làm gì tao? Tụi nó chạy cái bếp à. Mày có nghe mùi gì không? Mày có nghe mùi máu tanh trên cổ mày chưa? Trả cái bếp lại đi. Chúc mừng cô Yên nha Hồng. Dạ. Ở hiền gặp lành, bán được nhà giá tốt. Từ đây trở đi á là không có phải lo tiền thiếu hụt chữa bệnh cho bé An nữa rồi hen. Dạ. Cũng nhờ trời thương cho nên gặp may mắn đó chị. Sao trời thương bằng ông Sang ông thương cô được. Mà tại cô không chịu ổng thôi chứ. Nhờ ổng á mình mới bán được căn nhà giá tốt như vậy đó. Mà hả cô cũng không chịu ổng nữa. Ổng mà chịu tôi á không đến lượt cô đâu. Dạ. Chào thầy. Chị. Chị Yên à, khi nào chị rảnh tôi nói chuyện với chị một chút được không? Dạ được. Ủa thầy, cổ thầy bị sao vậy? À, chỉ là vết trầy thôi mà. Trầy cái gì? Thầy đứng lại tôi coi. Trời đất ơi, như vậy là nặng lắm đó thầy. Thầy chờ tôi chút xíu nha. Tôi lấy thuốc sát trùng ra, tôi sát trùng cho vết thương cho thầy. Tôi không sao đâu chị. Tôi xin lỗi. Chị còn cái gì muốn nói với em nữa không? Tôi mắc cười ghê vậy á. Cô có tình ý với cái ông này thì cô nói đại ngay từ đầu cho tôi biết đi. Trời làm tôi mai mối hết ông Tư thịt heo rồi tới ông Sang nhà đất. Cô nghĩ sao vậy? Tôi biết vậy tôi đi kiếm người khác tôi làm mai làm mối cho kiếm thì còi ngon hơn không? Ủa chị Vân. Thầy ngồi đợi tôi chút xíu nha. Tôi ra liền. Chị Yên à, chị ngồi xuống đó đi. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Nhưng mà vết thương của thầy. Tôi không sao. Dạ. Chị Yên, chị có thể bán căn nhà này lại cho tôi được không? Bởi vì bé An nó không muốn mất căn nhà này đâu. Ủa thầy. Dạ nhưng mà không được đâu thầy ơi. Tôi đã hứa với người ta rồi. Chị à, vì bé An chị có thể thay đổi quyết định được không? Bởi vì nếu như chị bán căn nhà này đi, con bé An nó buồn lắm đó. Tôi hiểu chứ. Nhưng mà bé An nó cũng là con nít mà thầy. Rồi mai mốt nó cũng sẽ quên căn nhà này thôi. Còn mình là người lớn, mình đâu thể nói hai lời được hả thầy? Nhưng mà tôi lo cho hai mẹ con chị lắm. Bán nhà đi rồi sau này hai mẹ con chị sống làm sao? Thầy yên tâm đi, hai mẹ con tôi sẽ sống tốt. Thầy đừng lo lắng quá nha. Hai mẹ con tôi không có dám phiền thầy đâu. Đang đứng ở cái chỗ mà ngày xưa mà anh đưa em tới. Em tuyệt vọng lắm. Mẹ con em không còn chỗ nào để về nữa rồi. Anh đừng có tắt máy. Đây là lần cuối cùng em gọi cho anh. Em muốn nghe lời tha thứ từ anh dành cho em trước khi em chết có được không? Anh Văn. Anh Văn. Mẹ đi đâu vậy mẹ? Con buồn mẹ đã đi. Mẹ đi tìm ông Sang. Mẹ đi đòi lại tiền. Mẹ đi đòi lại giấy tờ nhà mình. Mẹ. Bây giờ biết ông Sang ở đâu mà tìm hả mẹ? Bây giờ không tìm được ông ấy thì mẹ chết mất con ơi. Mẹ đi tìm ông Sang. Mẹ đi đòi lại tiền. Mẹ đi đòi lại giấy tờ nhà mình. Có chuyện gì vậy? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Có chuyện gì vậy? Bé Sang trốn sau cái vụ kiện lừa đảo bất động sản. Lấy luôn tiền lo với tờ nhà đất của mẹ em. Rồi 150 triệu mà tiền bác lừa người ta cọc cũng lấy luôn rồi. Nhưng mẹ em không biết gì hết á.
Rồi chị đã báo công an chưa? Bây giờ báo cũng có làm được gì đâu. Tại sao? Bởi vì tôi là người đã ký giấy nhận tiền cọc của người mua nhà. Ủa rồi sao? Tiền cọc đó đâu? Tiền cọc đó tôi đã đưa hết cho ông Sang rồi. Ủa sao tiền cọc đó chị lại đưa cho ông Sang? Tại sao chị không giữ? Bởi vì ông Sang nói với tôi á là cần số tiền đó để hợp thức hóa cái giấy tờ, cái mảnh sân này nè, lên đất thổ cư. Trời ơi là trời, đã ngay từ đầu tôi nói với chị rồi, tôi đã nghi ngờ cái con người này mà chị không tin tôi, chị thấy chưa? Mẹ con tôi sẽ chết mất thầy ơi. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa mà mẹ. Người ta thường nói là cổ đi thay người, mất cả 100 triệu, biết đâu con sẽ sắp khỏi bệnh thì sao. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ vui lên đi. Hay là vậy đi, mẹ lấy tiền thầy Văn đưa để trả lại cọc cho người ta trước đã. Người nhà thì mình nhờ thầy hỏi bán giùm. Không sao đâu mẹ, mẹ Yên cũng còn phải mạnh mẽ lên chứ, mẹ đâu phải khóc hoài vậy đâu. Nhưng mà cũng không thể đủ để đền tiền cọc cho người ta đâu con. An, con nói đúng, mẹ phải cố gắng mạnh mẽ để còn bảo vệ con gái của mẹ chứ. Mẹ sẽ tìm được cách mà, không sao đâu con. Dạ, thưa ba. Con đây à, ba mẹ có khỏe không? Dạ, con nghe vậy là con mừng lắm. Ba, con gọi cho ba hôm nay, con muốn được xin lỗi ba mẹ. Con biết là trước đây con đã làm nhiều chuyện làm cho ba mẹ buồn. Con đã không nghe lời ba mẹ. Bây giờ con hối hận lắm. Dạ thưa ba, từ trước tới giờ con chưa cầu xin ba mẹ điều gì hết. Nhưng mà hôm nay con rất cần sự giúp đỡ của ba mẹ. Con xin ba mẹ hãy giúp con hai chuyện. Đời này em sẽ không bao giờ quên ơn của anh đâu. Từ giờ về sau, giữa tôi và cô không còn dính dáng gì hết. Tôi tha thứ cho cô, hy vọng cô sẽ tạo dựng được tương lai tốt đẹp cho con của mình, sống trách nhiệm và độc lập hơn. Sống phụ thuộc vào người khác hoài thì làm sao bảo vệ và lo lắng cho con của mình được. Cảm ơn anh đã cứu mẹ con em. Tôi nhờ sự giúp đỡ của gia đình chỉ vì tôi muốn giúp Yên và thương hại cho đứa nhỏ vô tội, chứ tôi không giúp cô vì bất cứ tình cảm hay lo lắng gì cho cô hết. Anh, em mong bạn sẽ hạnh phúc. Em cảm ơn anh. Yên xem và ký vô giấy tờ bán nhà này giúp tôi. Ủa, là sao hả thầy? Tôi đã thay mặt Yên đền cọc lại cho người muốn mua nhà rồi. Và tôi cũng đã lo xong mọi thủ tục giấy tờ pháp lý. Chỉ cần Yên ký vào là xong, tôi sẽ là người mua lại căn nhà này. Chị, có phải thầy đã bán căn nhà kỷ niệm của mình đúng không? Tại sao thầy lại làm như vậy? Đó là căn nhà kỷ niệm của ba mẹ thầy mà. Có đáng không thầy? Đáng chứ.
Thật ra tôi muốn bán căn nhà này từ lâu rồi, nhưng vì biết Yên không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi. Khi tôi muốn mua căn nhà này thì Yên đã nhờ ông Sang lo giấy tờ mọi thứ, nên tôi đành im lặng. Tôi biết căn nhà này rất quan trọng đối với hai mẹ con Yên, cho nên tôi không muốn ai khác mua nó. Chỉ vì giữ lại kỷ niệm của mẹ con tôi mà thầy bỏ đi kỷ niệm của mình sao? Tôi... Vốn dĩ căn nhà này tôi đã không ở, thì tôi bán để tôi mua lại căn nhà mà tôi sẽ ở cũng nên chứ. Nhưng đó là kỷ niệm của ba mẹ thầy để lại trước khi mất. Trước khi mất hồi nào? Đây là căn nhà của ba mẹ tôi để lại cho tôi trước khi đi nước ngoài, chứ đâu phải là trước khi mất. Tôi xin lỗi thầy. Tôi sai quá. Hồi trước gia đình tôi không chấp nhận cho tôi lấy Hà. Tôi đã cãi lời ba mẹ tôi, không theo ba mẹ tôi ra nước ngoài để ở lại với Hà. Ba mẹ tôi đã mua căn nhà đó và để tên họ trước khi đi. Nó là căn nhà mà ba mẹ tôi dành cho tôi để phòng thân. Tôi đã từng hứa với Hà là sẽ lo cho cô ta cả cuộc đời. Bây giờ tôi bán căn nhà này, một phần là cũng muốn thực hiện lời hứa cuối cùng của mình dành cho cô ta. Tôi không muốn có thêm một sinh linh vô tội nào nữa phải chết. Tha thứ cho cô ta, đó cũng là giải pháp giải thoát cho tôi. Tôi đã buông bỏ mọi thứ trong quá khứ rồi. Bây giờ tôi muốn giúp bé An giữ lại căn nhà kỷ niệm của hai mẹ con. Và tôi cũng đã xin phép ba mẹ tôi đưa bé An ra nước ngoài để mà chữa bệnh. Yên à, mong Yên đừng có từ chối tấm lòng của tôi. Thầy nói thật hả? Cảm ơn thầy nhiều lắm. Em cảm ơn thầy. Để có đủ điều kiện chữa khỏi bệnh cho bé An, nó là ước mơ cả cuộc đời tôi. Tôi không bao giờ dám mơ tới. Rồi. Tôi cảm ơn thầy. Rồi thôi được rồi. Hai mẹ con làm cái gì mà xúc động quá vậy? Coi chừng ảnh hưởng tới sức khỏe bây giờ. Thôi đừng có khóc nữa, phải vui lên chứ, bởi vì đây là chuyện vui mà. Anh đứng lại cho tôi. Anh đứng lại. Em làm gì vậy? Đừng có xui xẻo nghe chưa. Tại sao anh lừa tôi bán căn nhà này? Tôi đã đưa tiền cho anh trả nợ rồi mà. Khi tôi lấy số tiền này từ anh Văn, tôi đã hứa với anh là sẽ sống cuộc đời khác, không sống như bây giờ nữa. Sao anh ác với tôi quá vậy? Tôi đã đưa tiền cho anh trả nợ hết rồi mà. Đúng là em đưa tiền cho tôi trả nợ rồi. Nhưng bây giờ tôi có cái gì không? Tôi cũng phải cần tiền, cần vốn đi làm ăn gây dựng sự nghiệp với tôi chứ không? Cần vốn làm ăn bằng cách lao đầu vô cờ bạc hả? Anh có biết là khi mà tôi ngửa tay xin tiền anh Giang, tôi đã phải mặc giày, tôi nhục nhã tới cỡ nào hay không? Sao anh đã hết với tôi như vậy? Thôi nha, bây giờ tôi có vốn á thì tôi sẽ bỏ cờ bạc. Khi mà có vốn làm ăn rồi thì mua lại cái nhà này mấy hồi. Còn em, tôi biết em có chừa lại một khoản để lo cho con em, thì em mua lại căn nhà này đi. Em tiếc cái gì? Tiền đó là tôi dành để tôi lo cho con của anh mà. Cho dù bây giờ có dùng hết số tiền đó mua lại căn nhà này cũng không bao giờ đủ. Không đủ thì mặc kệ em. Sao anh khốn nạn quá vậy? Khốn nạn dữ vậy rồi. Khốn nạn dữ luôn tao đi. Thôi nghe chưa, tôi nể tình mấy năm qua cô giúp tôi nhiều chuyện, cho nên tôi không có chấp cô nghe chưa. Anh không được đi. Em muốn không? Em muốn đập cái dánh bây giờ cái cho mày. Bực bội à? Con ơi, tại sao mẹ con mình lại thê thảm như vậy? Mẹ phải làm sao đây? Con qua bên đó cứ an tâm mà chữa bệnh, chuyện ở nhà đã có thầy lo rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. An nè. Dạ. Đây,
Riêng cái vali nhỏ này đó là mẹ để tất cả những cái đồ lặt vặt nhưng vô cùng cần thiết. Thí dụ như là thuốc đau đầu nè, thuốc đau bụng nè, dầu gió nè, thuốc đỏ nè, nhất là cái dầu mà sức mũi cắn á nha. Con là đi đâu, con ngồi đâu, con cũng bị mũi cắn. Chưa hết đâu, còn nữa nè, để mẹ coi coi. Chủ nhiều quá, mẹ không nhớ được. Thôi em ơi, em sao vậy? Ở bên đó đã có đầy đủ hết rồi. Hơn nữa là ở chung với ba má anh á, là ba má anh rất là thương con nít, cho nên em đừng có lo lắng gì hết. Ủa vậy hả? Trời ơi, vậy mà bữa giờ anh không chịu nói. Làm á, cứ mỗi lần ngồi suy nghĩ coi thiếu cái gì là em cứ chạy ào ra mua, sợ quên đó là phải mua liền. Rồi bây giờ mẹ của con đã yên tâm chưa? Yên tâm thiệt rồi đó. Thầy nhớ kế hoạch của con với thầy không? Nhiều kế hoạch quá. Kế hoạch nào? Cái kế hoạch máy làm bánh đó. À. Ủa, máy làm bánh gì anh? Mẹ, thầy đã nghĩ ra hệ thống làm bánh bằng máy cực kỳ nhỏ gọn luôn. Thầy có cho con mô hình ở trong nhà hàng chay rồi. Mẹ không có cần phải thức đêm thức hôm nữa. Mẹ chỉ cần bấm cái nút là xong. Nó cực kỳ nhỏ gọn, vệ sinh và tiện lợi nữa. Nhưng mà mẹ nghĩ vậy nè, để tự tay mẹ nhào bột, tự tay mẹ nặn bánh đi, thì trong cái bánh đó có cái tình cảm của mẹ, bánh sẽ dẻo, sẽ ngon hơn á. Nhưng mà bây giờ con đi rồi, ở nhà có mình mẹ à. Mẹ làm vậy con không yên tâm. Thôi được rồi. Mẹ nghe lời con, yên tâm chưa? Dạ rồi. Cơm nước em đã nấu xong hết trơn rồi, bây giờ chỉ dọn lên là ăn thôi. Mẹ dọn nha. Con phụ mẹ. Con nói là Trung nó qua đây ăn cơm mà. Đâu rồi? Dạ đúng rồi, Trung đâu ta? Thôi nè, để cho tôi xuống tôi phụ Uyên dọn cơm. Thôi con gọi điện cho Trung nghe. Dạ. Mẹ phụ thầy nha. Dạ. Đúng rồi. Trung, sao tới mà không lên tiếng vậy? An qua đó chữa bệnh, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ăn cầm đi. Ủa sao đưa bịch me cho tôi vậy? Ai làm đó? Tôi làm á. Trung làm hả? Tôi nghe nói ở bển á không có thiếu cái gì á, nhưng mà món quà quê hương lúc nào cũng quý đó. Mỗi lần mà ăn buồn miệng á, ăn lấy ra ăn đi, rồi ăn nhớ tới tôi nha. Tôi biết rồi, cảm ơn ông nhiều nha. Gì vậy? Sao mắt đỏ que vậy? Đừng nói là khóc nha. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà yếu đuối vậy? Mà chuyện tôi đi là chuyện vui mà. Ông khóc là sao? À, ý là ông không muốn tôi lành bệnh đúng không? Muốn không gặp được tôi chứ gì? Không phải đâu. Tại vì tôi... Tôi sao? Tôi lo cho An. Tôi nhớ An thôi. An hứa là An phải về nha. Phải khỏe mạnh phải về nha. Nhất định tôi sẽ khỏi bệnh và về đây học và làm việc với Trung, được chưa? Một quẹo đi. Hà ơi. Hà. Anh Cường, em ra đi vì sự tuyệt vọng, sự thất bại của em trong tình cảm vợ chồng. Em phải ra đi vì em muốn cho con mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Anh đừng cố tìm em làm gì. Ngày xưa em làm mọi thứ xấu xa với chồng mình vì muốn được bên cạnh anh, vì em yêu anh, vì tình cảm của em dành cho anh là thật lòng, nên em đã để lại nửa số tiền mà em để dành cho con, cho anh chuộc lại căn nhà. Chắc chắn là không đủ cho những cuộc chơi bất tận của anh, nhưng đó là tất cả tình cảm còn lại sau cùng của em. Anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Em sẽ tới một nơi thật xa để làm lại từ đầu. Em thật lòng mong anh ngừng lại, đừng đi quá xa như em, để rồi mất tất cả. Đau lòng lắm anh ơi.
Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh giúp đỡ mà bé An đã hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là điều mà không bao giờ em dám nghĩ tới. Sao em lại phải cảm ơn anh? Bé An là con của em thì cũng như là con của anh mà. Em cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh đã chịu khó chờ đợi em trong suốt thời gian qua nữa. Lại cảm ơn anh nữa rồi. Không được nói cảm ơn nữa nghe chưa. Cho dù em bắt anh chờ em bao nhiêu năm nữa, anh cũng sẽ chờ mà. Nhưng anh hy vọng okay. Anh hy vọng là em sẽ không bắt anh chờ đợi nữa đúng không? Và bây giờ thì em nghĩ không có lý do gì chúng ta phải chờ đợi nhau nữa đâu. Bởi vì bé An đã hoàn toàn khỏe mạnh. Và em muốn thực hiện ước mơ của con. Đó là khi con khỏe, con muốn được nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc bên nhau. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật ba. Chúc mừng sinh nhật thầy. Con chúc ba mẹ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Em chúc thầy lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng thành công. Cảm ơn hai con. Thôi hai con ngồi xuống đi. Thầy ơi, con có ý kiến. Nói đi. Dạ, cái máy chọn ở bên cơ sở 2 bị hư rồi. Chiều nay thầy qua thầy kiểm tra giùm con nha. Ừ. Ủa còn cái băng truyền bên nhà hàng trai sao rồi con? Thầy nghe anh Lâm nói là con làm rất tốt. Anh muốn con qua bên đó giám sát bảo trì băng truyền đó. Dạ, vậy để giờ con đi liền. Ôi trời trời, vô gì? Đang ăn sinh nhật ba tôi đi đâu? Sao ông lôi ba tôi vô công việc vào ngày sinh nhật vậy? Sinh nhật chứ công việc trách nhiệm của tôi mà. Hay quá thôi, dám nói vậy hả? Quýnh tôi hoài vậy? Ủa? Đúng im đó con. Ủa vậy rồi. Quýnh tôi hoài á. Vậy bây giờ có cho ba thổi nến không? Dạ có. Dạ có. Rồi, mình bắt đầu nghe. Dạ. Các con. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.